Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Hỏa Yến cười nhìn nàng. Vì ta cứu những tù binh kia, liền được xem là anh hùng thật sự sao? Anh hùng thật sự sẽ thấy những điều người khác không thấy. Nam giới nói chuyện nam giới rất nhiều, nữ giới nói chuyện nữ giới cũng không ít. Khởi La nói, nhưng người vì nữ giới mà nói chuyện nam giới thì lại rất ít hỏa yến nhìn nàng với vẻ nghiêm túc không nhịn được cười thầm dù nàng không phải nam giới thật sự khởi la có muốn nàng cũng không thể hoàn toàn hiểu được thế đạo như vậy muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều gặp hỏa yến trầm mặc khởi la nói thêm tiểu hòa đại nhân đêm qua sau khi ngươi đi có nhiều bà lớn trong thành hỏi thăm về ngươi tri huyện phu nhân cũng hỏi họ nói nếu ngươi còn sống trở về, muốn gả con gái cho ngươi, nếu không thì làm thiếp cũng được. Lời nói này làm họ yến hơi bối rối, nàng chỉ biết mượn cớ thường dùng. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng tại hạ đã có người trong lòng. Đã có người trong lòng. Khởi la thất vọng, nhưng nhanh chóng chuyển thành tò mò. Tiểu hòa đại nhân, người trong lòng của ngài là ai? Dung mạo ra sao? Tính tình thế nào? Hòa Yến mỉm cười. Là người có dung mạo rất đẹp, tính tình có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra rất ôn nhu. Thiếu niên này từ trước đến giờ luôn trầm tính, ôn hòa, chỉ có giờ phút này mới bộc lộ vẻ ngượng ngùng và khẩn trương. Khởi la càng tò mò hơn. Nghe ngài nói vậy, cô nương này chắc hẳn rất xuất sắc. Nàng có thích ngài không? Hỏa yến sững sờ, lắc đầu. Không thích sao? Khởi la ngạc nhiên. Tiểu hòa đại nhân võ công giỏi, dáng vẻ anh Tuấn, tâm địa tốt, lại là võ an lang được bẻ hạ phong, người như ngài mà nàng không thích, vì sao vậy? Bởi vì người đó quá tốt, bên cạnh có nhiều người tốt hơn ta. Hỏa Yến nhún vai. Và ta cũng có việc cần làm, không muốn liên lụy người khác. Khởi la nhìn hắn, cười khúc khích. Tiểu hòa đại nhân, ngài mọi thứ đều tốt, chỉ có một điểm này không tốt. Chỉ cần người trong lòng ngài chưa kết hôn, sự việc chưa kết thúc, vậy thì cứ tranh thủ. Năm đó lão ra muốn tìm thiếp thất, chúng ta một sân mười mấy tỷ muội ta ngày ngày lắc lư trước mặt lão gia, mỗi ngày đều ăn mặc tỉ mỉ. Lão gia sủng ái nhất tiểu thiếp, cũng là ta tự mình tranh thủ. Tiểu hòa đại nhân nếu thực lòng yêu cô nương kia, đừng bận tâm điều gì khác, so với người khác có thể tốt hơn ngài, nhưng biết đâu lại thua ngài. Cứ kiên trì theo đuổi, cô nương kia ngày nào đó sẽ thích ngài. Không ngờ ở đây còn có thể nghe được câu. Liệt nữ cũng sợ người đeo bám. Hỏa yến nghĩ đến tình thế nguy cấp ở Tế Dương, âm thầm cười. Khởi La nhiệt tình như muốn giúp nàng chiếm được lòng người, Hỏa Yến phải dừng lại. Khởi La cô nương, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng chúng ta bây giờ còn chưa bảo toàn được mình. Nếu nhuận đô có thể giữ vững, quân ô thác bị đẩy lùi, ta sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng hiện tại, thôi bỏ đi. Nghe vậy, Khởi La cũng thở dài, nói. Cũng đúng. Nàng im lặng, sầu não uất ức, Hỏa Yến cảm thấy có chút xin lỗi. Nàng này ban đầu vui vẻ, giờ lại buồn bã vì lời nói của mình, Hỏa Yến từ trong bao quần áo móc ra một cái hạnh mứt đưa tới. Không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn giữ vững. Khởi la thấy hạnh mứt trong tay Hỏa Yến, đầu tiên ngạc nhiên, rồi vui mừng nhận lấy. Tiểu Hòa Đại Nhân, người sao còn có đường, từ Lương Châu về xuất phát tiện tay cầm. Hỏa Yến gãi đầu, rời tế dương, thôi Việt Chi đưa cho nàng chút đặc sản mứt. Tiêu giác không thích ăn, đều đưa cho Hỏa Yến. Họ mang phần lớn là bánh nướng, lương khô, ăn vặt không nhiều, nhưng hỏa yến cũng nhặt chút, dù sao không chiếm diện tích. Khởi la cẩn thận liếm mứt, vui vẻ nói. Cảm ơn tiểu hòa đại nhân, từ khi quân ô thác đến, ta bữa đói bữa no, cơm còn không kịp ăn, đừng nói đến kẹo, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhờ tiểu hòa đại nhân, thật sự rất vui. Hòa yến. Cơm còn không kịp ăn, không đến mức đó, quân ô thác vây nhuận đô mới hơn tháng, sao trong thành lại như vậy. Từ khi đến nhuận đô, Hỏa Yến và Vương Bá ăn lương khô mang từ lương châu vệ. Nàng biết lương thực nhuận đô khan hiếm, nhưng nghĩ là để lính giữ thành dùng. Mấy ngày bận rộn, nàng chưa có dịp đi quanh thành. Nếu không phải Khởi La nói, Hỏa Yến không biết nhuận đô khốn khổ thế này. Khởi La cắn mứt, mắt to nhìn nàng. Tiểu Hòa Đại Nhân không biết, quân ô thác vây hơn tháng, nhưng năm ngoái nhuận đô gặp bão tuyết, sau đó là nạn đói. Dù quân ô thác không đến, dân chúng nhuận đô cũng gian nan, Bây giờ đường ra khỏi thành bị chặn, lương thực không nhiều, đều dành cho quân, dân chúng đã đói ăn cỏ, vỏ cây, mấy ngày trước đã có người chết đói. Cái gì? Hòa Yến bất dậy. Chuyện này là thật, không dám lừa tiểu hòa đại nhân. Khởi La nói. Nếu không chúng ta nhuận đô thừa thái nho, sao chỉ đưa ngài một bát nho ngày đầu tiên, đó đã là bát nho cuối cùng của nhuận đô. Dân chúng trong thành bị nạn đói là đại sự, mà nghiêm trọng như vậy, Lý Khung lại không nói cho nàng nếu như vậy thủ thành không có giá trị lý khuông chờ chắc chắn không phải hòa như phi mà dân chúng nhuận đô đang chờ chết trong đói khát hỏa yến trầm mặt không nói một lời đi giày khởi la hỏi tiểu hòa đài nhân định làm gì ta muốn gặp lý khuông lý khuông đang kiểm kê chiến báo hôm qua đột nhiên thấy hỏa yến nhanh chân bước vào hắn hơi ngạc nhiên chỉ hỏi ngươi không phải trở về phòng nghỉ sao tại sao lại ra đây hỏa yến ngồi xuống ghế nàng thật sự rất mệt ngồi xuống sẽ thấy đỡ hơn nàng nhìn lý khôn nói ta tôi hỏi sau khi chúng ta đốt lương thảo của quân ô thác lý đại nhân có kế hoạch gì nghe vậy lý khôn nhìn hòa yến chân thành nói chiến thắng hôm qua may nhờ tiểu hòa đại nhân bây giờ quân ô thác không có lương thảo ta dự định tiếp tục chờ viện quân quân ô thác không có lương thảo chắc chắn còn nóng vội hơn chúng ta nếu họ cưỡng ép công thành chúng ta sẽ thiết hạ bẫy dập tiểu hòa đại nhân nghĩ sao hỏa yến ta cho rằng không ổn lý khôn nhíu mày vì sao hỏa yến nhìn thẳng vào mắt hắn lý đại nhân dự định cùng quân ô thác rằng co không gì đáng trách nhưng dân chúng trong thành có thể chịu đựng bao lâu chưa chờ viện quân họ đã chết đói năm nay bão tuyết lương thực trong thành không nhiều vì sao lý đại nhân giấu ta lý khôn nghe vậy không trả lời trực tiếp ai nói với ngươi nhuận đô nhiều dân chúng Lý Đại Nhân nghĩ giấu được sao? Hỏa Yên ánh mắt sắc bén. Dù giấu được một người, nhưng khi người chết đói nhiều, sao không biết? Đêm qua nàng dẫn 500 tinh binh ra khỏi thành, cảm giác binh sĩ nhuận đô tiểu tụy, nhưng chỉ nghĩ do nhiều ngày thủ thành. Đến khi khởi la nói ra mới bừng tỉnh. Trong quân đã như thế, đây là tối thị trong chiến tranh. Thủ thành đến mức người chết đói, sử sách không thiếu, đó là địa ngục trần gian, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Khương trầm mặc một hồi, hỏi Hỏa Yến. Ý ngươi là gì? Không thể tiếp tục thủ thành, ta và đại nhân mang binh mã nhuận đô ra ngoài, quyết một trận sống còn với quân ô thác. Không thể. Lý Khương lập tức trả lời. Chủ động tấn công là hạ sách. Đêm qua chúng ta đã chủ động tấn công. Đêm qua là 500 tinh binh, nhưng nhuận đô có 3 vạn binh mã, đây là hy vọng cuối cùng. Nếu theo lời ngươi, quyết một trận sống còn, thất bại là thành vỡ, dân chúng rơi vào tay quân ô thác hòa huynh đệ đã giao chiến với quân ô thác hai lần biết rõ họ tàn ác dân chúng rơi vào tay họ còn khúc liệt hơn cái chết ta là tổng binh nhuận đô dù dân chúng chết đói cũng tốt hơn chết dưới tay quân ô thác ai nói chúng ta nhất định thất bại hòa yến nhíu mày trận chiến chưa đánh mọi thứ đều có thể chúng ta cũng có thể thắng ba vạn đối đầu mấy chục vạn làm sao đánh hòa yến nói trận tế dương cũng là lấy ít thắng nhiều lý Khương xoay người giọng lạnh lùng. Ta không phải đô đốc, ngươi không phải phi hồng tướng quân, lấy ít thắng nhiều trận này, ta không đánh được, ngươi cũng không. Ta đánh. Lý Khương quay lại nhìn nàng, như nhìn đứa trẻ không biết trời cao đất rộng, lắc đầu. Hòa huynh đệ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, ứng phó quân ô thác có cách, nhưng chiến tranh rất tàn khốc, đó là mạng sống của một thành. Ta không thể lấy mạng sống dân chúng để kiếm công lao cho ngươi. Chúng ta có thể chết, nhưng cửa thành không thể phá. Ta không chủ động xuất chiến, nếu quân ô thác công thành, chúng ta sẽ thủ. Họ muốn rằng co, chúng ta đợi viện quân. Lý Khuông năm đó đã vậy, chiến tranh rất bảo thủ, Hỏa Yến hiểu rõ. Năm đó nàng là phó tướng, chỉ huy mấy vạn quân, bây giờ. Đây là nhuận đô, hòa đại nhân dù là võ An Lang, không có lệnh của ta, không ra lệnh cho binh mã nhuận đô. Đừng phí sức. Lý Khuông lạnh nhạt nói. Hỏa Yến hít sâu, Lý Khuông tinh khi vẫn cứng đầu như trước nhiều năm không thay đổi, nàng hỏi. Nếu theo lời lý đại nhân, thủ thành, lương thực không có, tất cả mọi người sẽ chết đói. Bình mã nhuận đô hiện tại tình trạng thế nào, chúng ta đều biết, tiếp tục như vậy, dù dân chúng không chết đói, bình mã cũng chết đói. Quân ô thác không phí một binh cũng chết nhiều như vậy, há không tiện lợi cho họ. Bình mã không sẽ chết đói. Lý khôn nặng nề nói. Ta có cách. Hỏa Yến truy vấn. Cách gì? Lý khôn nhìn nàng ngươi không cần biết. Nói xong, hắn quay người vào buồng trong. Hỏa Yến nhìn bóng lương hắn, lòng có chút bất an. Lương thực không phải vấn đề có thể dễ dàng giải quyết, nhưng Lý Khuông có vẻ tự tin. Chẳng lẽ trong thành có kho lương bí mật, nhưng nếu thật có, tại sao binh mã và dân chúng phải chịu đói khổ như vậy? Hỏa Yến lắc đầu, dự định tìm Giang Giao và mọi người bàn bạc, vừa ra cửa thì gặp Triệu Thế Minh. Triệu Thế Minh xấu hổ, lau mồ hôi trên trán nhìn vào phòng, nói. Ta muốn vào, nhưng nghe ngươi cãi nhau với Lý Đại Nhân, nên không tiện vào. Hắn nhìn sắc mặt Hòa Yến, Trần An. Tiểu Hòa Đại Nhân đừng để tâm lời Lý Đại Nhân, hắn cứng đầu, giống khối đá. Tâm địa tốt, nhưng không dám lấy mạng dân chúng mạo hiểm. Tiểu Hòa Đại Nhân từ Lương Châu đến, có thể không rõ, chúng ta ở nhuận đô lâu. Thật sự không dám mạo hiểm như vậy, ta không giận. Hòa Yến thở dài. Chỉ là cảm thấy không ổn nàng nhìn triệu thế minh lúc trước nhờ ông tìm công tượng làm người dơm và mặt nạ triệu thế minh làm huyện lệnh nhuận đô rất được dân tin tưởng giờ lý khuôn bất mãn hòa yến khó tìm người giúp mà giang giao và mọi người luôn bên cạnh nàng không thể phân ra triệu thế minh cần người có thể tin cậy dù ít triệu đại nhân nàng cúi đầu thật dài ta có chuyện nhờ ngươi giúp triệu thế minh giật mình tiểu hòa đại nhân cứ nói Triệu Đại Nhân có người có thể sử dụng như hộ vệ, ta muốn mượn hai người làm việc. Việc này cần giấu Lý Đại Nhân, không để ông biết. Triệu Thế Minh nhìn thiếu niên trước mặt, theo lý không nên giúp hỏa yến giấu Lý Khuông. Nhưng ông tin thiếu niên này không có ác ý, thậm chí là người thuần túy hiếm có trên đời. Nếu không đêm qua, hắn không cần mạo hiểm, cứu những nữ nhân trong trại địch. Không suy nghĩ lâu, Triệu Thế Minh đáp. Dễ thôi. Nhuận độ ảm đảm lâu rồi không có ánh nắng trong thành ngập tràn khí mục nát cổ xưa trong một gia đình hai nam hải đầy một thi thể ra ngoài là ông của họ nằm trên chiếu thân thể gầy gò lộ từng khúc xương ông bị chết đói chuyện này gần đây không hiếm thấy ứng hương đi ngang qua nhìn một chút trong mắt lóe lên thương tiếc họ cũng không có nhiều lương thực tứ công tử chúng ta ở nhuận đô cũng trở thành như vậy nàng nhẹ nhắc sở chiêu không nói gì chỉ lặng lặng bước đi. Người của Từ Tương đã rời nhuận đô, ở đây là chờ chết, không ai tự chui vào thành này. Không tìm thấy người của Từ Tương, dù là tứ công tử sở ra, đến ngày đó cũng không có gì khác biệt. Cái chết là điều cực kỳ công bằng, không nhân từ vì thân phận. Chúng ta, ứng hương muốn nói tiếp. Đợi thêm, sở chiêu mắt lời. Đợi gì nữa, ứng hương yên lặng, hỏi. Tứ công tử không bỏ được hòa cô nương sao? Nàng không báo tiêu hoài cẩn, một mình đi ngàn dặm tới nhuận Đô, là để cứu dân nhuận Đô. Nguy nghĩ nàng sẽ bỏ dân chúng mà đi với ta. Sở Chiêu cười, "Hỏa Yến, nếu mọi việc kết thúc, nàng sẽ vô thanh vô tức rời đi, càng nguy cấp càng không rời đi." Hắn cho rằng đó là ngu xuẩn, nhưng đôi khi lại không nhịn được muốn xem, xem nàng còn làm được gì kinh thiên động địa, đến mức nào. Ứng Hương cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, "Tứ công tử không bỏ nàng sao?" Sở Chiêu cười nhạt, ta chỉ không muốn thấy nàng chết dễ dàng. Nếu nàng sống, trên đời sẽ nhiều chuyện thú vị hơn. Nếu nàng chết, nữ nhân trên đời cũng chỉ có một loại. Đang nói, ứng hương đột nhiên nói. Tứ công tử, hòa cô nương. Sở chiêu nhìn theo ánh mắt nàng, thấy hỏa yến đứng đầu đường, nhìn gia đình nào đó. Cửa nhà ngồi người phụ nữ, đang đào trong đất, tìm chút cỏ cây ăn. Nàng đứng an tính, liễm nét mặt, khó thấy rõ là thần sắc gì sở chiêu bước tới hòa huynh hỏa yến nhìn thấy họ trả lời sở huynh ứng hương cô nương ứng hương cúi đầu mấy người cùng đi sở chiêu hỏi hòa huynh đêm qua kịch chiến sao không nghỉ ngơi không sao ta ra đi dạo hòa yến nói ứng hương hỏi hòa công tử dùng cơm chưa nếu chưa ta có lương khô nàng thở dài nhuận đô bây giờ như vậy cơm canh nóng không có Hỏa Yến lắc đầu. Cảm ơn, nhưng ta không đói. Nàng thực sự không ăn nổi. Sở chiêu nghĩ một lát, rồi nói. Hòa huynh lo lắng cho dân chúng nhuận đô, vì trong thành không có lương thực sao. Hỏa Yến nhìn hắn. Sở huynh cũng biết, ta đến nhuận đô sớm hơn ngươi. Sở chiêu cười. Thời gian nhiều, nhìn thấy dân chúng đều như vậy. Nếu sở huynh có thể thuyết phục từ tương. Hỏa Yến thăm dò. Thân phận sở chiêu, Hỏa Yến vẫn nghi ngờ, dù là học sinh từ tương nhưng không trực tiếp làm việc với từ tương. Quả thật, hắn được sở lâm phong yêu quý, có liên quan từ kính phủ. Nhưng sở chiêu, khi đưa ra lựa chọn, thường trái ngược dự tính từ kính phủ. Ví dụ như ở Tế Dương, sở chiêu đưa bức tranh phòng thủ. Hắn là người có chủ ý, người như vậy, tốt nhất không cùng là địch. Khi hắn chưa tỏ địch ý, chỉ có thể cẩn thận đối phó. Giống như sở chiêu muốn lợi dụng nàng, nếu có thể mượn sở chiêu tiếp cận hòa như phi, cũng chưa chắc không được. Dù sao hiện tại Hòa Như Phi đã điên đến hào vô nhân tính. Nếu trước đây Hòa Yến muốn thăng quan dưới chướng tiêu giác, giờ nàng thay đổi, không muốn liên lụy tiêu giác, tránh xa, tự mình làm việc này. Sở chiêu nghe vậy, cười giảm đi, một lát lắc đầu. Hòa Huynh, ta không phải toàn năng, từ tương, không nghe ta. Lời này, có chút ủy khuất. Hòa Yến nhún mày, quan hệ giữa từ kính phủ và sở chiêu, thật thâm sâu ta không giúp dân chúng nhuận đô được, chỉ có thể ở cạnh họ thôi. Hòa huynh định làm gì? Hắn nhìn Hòa Yến. Ngươi biết, nhuận đô không chống đỡ được lâu. Một tòa thành không lương thực, chỉ có thể chết. Lý Khuông không nói rõ tình hình ngay đầu tiên, bây giờ lại không chịu đánh chính diện quân ô thác, con đường này chỉ là con đường chết. Ngươi sẽ buông tha sao? Hắn hỏi. Ánh mắt nam tử nhu hòa, như gió ấm ba tháng ở Sóc Kinh, nhưng mang thêm lạnh ý, thanh tỉnh, chờ đợi hỏa yến không tránh thẳng thắn nhìn sở huynh hy vọng ta làm gì sở chiêu ngạc nhiên rồi cười ngươi sao còn hỏi ta hỏa yến chậm rãi bước ta nghĩ trong lòng sở huynh đã có đáp án một lát sau bên cạnh vang lên ta chưa bao giờ thấy gì có thể ngăn hòa huynh cũng chưa thấy gì làm hòa huynh mất hy vọng ngươi nghĩ ta quá toàn năng sở chiêu không có hòa huynh không toàn năng không phải cũng không giải quyết được nhuận đô sao Hòa Yến trầm mặc. Sở Chiêu tiếp tục. Hòa Huynh biết, trong nạn đói, dân chúng ăn thịt người là điều cực kỳ đáng sợ. Nếu nhuận đô tiếp tục như vậy, không tránh khỏi tình trạng đó. Hỏa Yến cúi đầu, cười khẽ, nhìn xa. Đường phố trông rỗng, cửa hàng đóng cửa, đồ ăn đều bị tìm hết. Ngày mùa hè náo nhiệt, nhuận đô như không có một ngọn cỏ, cây ven đường trụi lùi lá cây đã bị đói lấp đầy bụng. Nếu không phải mặt trời nóng rát, không giống mùa hè, như mùa đông đây không giống nhuận đô trong trí nhớ của nàng, nhỏ mà náo nhiệt, nho trong suốt, rượu ngon thuần hậu. Chiến tranh thay đổi tất cả. Nàng khẽ nói. Người biết, so với ăn thịt người còn đáng sợ hơn là gì? Sở chiêu ngạc nhiên. Là gì? Hỏa Yến không nói, chỉ nhìn trong thành đầy tử khí, lòng sinh bất lực bi ai. Loại chuyện đó, nếu có thể, nàng hy vọng cả đời không phải thấy, cả đời không muốn nhìn. 117, Đó là địa ngục trần gian thật sự, mấy ngày liên tiếp, Hỏa Yến không thể gặp Lý Khuông. Có vẻ như Lý Khuông cố tình tránh mặt nàng, Hỏa Yến không tìm thấy hắn, và thuộc hạ của hắn cũng không chịu nói cho nàng biết hắn đi đâu. Hỏa Yến chặn gặp Lý Khuông vài lần, nhưng hắn đều tỏ ra không muốn nói chuyện với nàng. Hỏa Yến không thể làm gì khác ngoài việc nói, "Lý đại nhân, trước khi đến nguyện đô, ta đã sai người đi cầu viện quân." Hơn nữa, Ta đã nói rằng quân đội Nhuận Đô hiện giờ cũng có khả năng đối đầu với người ô thác, tại sao ngài lại bảo vệ một con đường chết, tự phá hỏng con đường sống của chính mình. Đây là Nhuận Đô, không phải Lương Châu. Lý Khuông thái độ rất cứng rắn, không vì lời hỏa yến mà thay đổi. Dù ngươi là võ An Lang do bẻ hạ phong, quyền lực của ngươi cũng không lớn đến mức có thể thay ta quyết định. Về chuyện tấn công trại địch ban đêm, ta rất cảm ơn ngươi đã giúp, nhưng dừng ở đây thôi, từ nay về sau, đừng nhúng tay vào cách ta làm việc. Hỏa Yến cẩn thận nhìn hắn, lúc mới tới nhuận đô, mặc dù Lý Khôn có vẻ u sầu, nhưng vẫn còn chút tức giận. Giờ đây thần sắc hắn lại không đúng, ánh mắt nặng nề buồn bực, giống như đã quyết định điều gì đó rất kiên định, không thể lay truyền. Tâm trạng của hắn rõ ràng không tốt, không chỉ vì người ô thác, Hỏa Yến có thể cảm nhận được điều đó. Lý Đại Nhân, ngài định ứng phó như thế nào với nạn đói trong thành? Hỏa Yến nhìn bóng lưng hắn và hỏi lý khương giật mình một chút rồi nói ta đã nói rồi ta có cách chuyện này không liên quan đến ngươi hỏa yến bước qua trước mặt lý khương nhìn thẳng vào mắt hắn lý đại nhân ta thực sự không phải người nhuận đô nhưng ta rất rõ tình hình hiện tại chúng ta đã đốt lương thảo của người ô thác một lần lần tiếp theo có thể đánh bại quân của họ nếu như ngài cứ khăng khăng muốn hy sinh tất cả trận chiến này sẽ không thể thắng vùng đất này sẽ không thể giữ được lời này của nàng thực sự nghiêm trọng trên mặt lý khung hiện lên vẻ giận dữ ngươi biết cái gì ta biết nếu lý đại nhân phán đoán sai tình huống hiện tại ngài sẽ đưa ra quyết định sai lầm trong mắt lý khung hiện lên sự nôn nóng hắn nhịn mãi cuối cùng không nhịn được đẩy hỏa yến ra nói ta tự có chủ trương không cần ngươi chỉ điểm hắn xài bước ra ngoài không cho hỏa yến cơ hội nói chuyện hỏa yến nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng càng ngày càng bất an Nàng không phải mới quen biết Lý Khuông, phản ứng của Lý Khuông rõ ràng là đã cùng đường mặt lộ và phiền muộn. Hắn không chịu tin tưởng biện pháp khác của Hỏa Yến, mà Hỏa Yến cũng không có cách nào thuyết phục hắn, cũng không có cách chỉ huy binh mã nhuận đô. Dù nàng có đánh ngất Lý Khuông, các binh sĩ nhuận đô cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của nàng, Lý Khuông đã chỉ huy họ quá lâu. Có lẽ cũng chính vì vậy, hắn mới càng không lựa chọn quyết định. Mạo hiểm. Mà Hỏa Yến đề xuất nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, tâm sự nặng nề. Mấy ngày nay, ngay cả triệu thế minh cũng ít ra ngoài, đồ ăn càng ngày càng ít, đói bụng không di chuyển còn đỡ, nhúc nhích thì bụng đói càng kêu to, chỉ hận không thể biến vạn vật thành đồ ăn để nhét vào miệng. Hốt nhã đặc vẫn chưa tấn công nhuận đô, đêm hôm đó đánh lén, lương thảo bị đốt, chỉ sợ ô thác cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hốt nhã đặc tất nhiên muốn tấn công ngay lập tức, chỉ là sự tồn tại của. Phi hồng tướng quân khiến họ có chút kiêng rè. Nhưng sự kiêng rè này cuối cùng sẽ tan biến, hốt nhã đặc sẽ phát hiện ra sự thật, chỉ cần sai người đi hoa nguyên một vùng sẽ biết nguyện đô hiện tại là giả. Khi hốt nhã đặc phát hiện, phi hồng tướng quân là giả, họ sẽ lập tức tấn công nguyện đô. Vì vậy, mấy ngày nay, thực ra là hỏa yến đang tranh thủ thêm thời gian cho dân chúng nguyện đô. Nhưng Lý Khung lại cố chấp và bảo thủ. Đang đi tới, nàng gặp khởi la. Cô nương này so với lúc hỏa yến vừa đến nhuận đô, trông có vẻ gầy hơn một chút, khuôn mặt chứng ngỗng giờ cầm đã nhọn vì đói, thiếu đi vài phần ngọt ngào, thêm vào đó là chút vũ mị. Vừa thấy hỏa yến, nàng liền cười mắt cong cong, nở nụ cười quen thuộc. Tiểu hòa đại nhân, khởi la cô nương, ngươi và lão ra cái nhau sao? Khởi la chỉ ra cửa. Thiếp thân vừa thấy lão ra xong ra đầy tức giận. Tiểu hòa đại nhân đừng giận lão ra, tính tình cương trực nhưng lại là người tốt nếu đắc tội với tiểu hòa đại nhân thiếp thân thay mặt lão gia xin lỗi đại nhân nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho lão gia của mình hỏa yến cười khổ lắc đầu không có việc gì chúng ta chỉ là có chút ý kiến không hợp mà thôi khởi la gật đầu cái hiểu cái không hỏa yến thấy trong tay nàng có một chuỗi vòng hoa có chút kỳ quái hỏi bây giờ còn có hoa sao ở nhuận đô tất cả những gì có thể ăn đều bị đào lên hết sao lại còn hoa để bệnh vòng hoa khởi la cười hì hì đưa vòng hoa cho hòa yến nàng nhận lấy thấy vòng hoa này bệnh rất tinh xảo không biết là loại hoa nào điểm suýt lè tẻ những bông hoa tím nhỏ khi hòa yến xích lại gần đề người khởi la cuống quýt ngăn cản không thể ngửi tiểu hòa đại nhân hoa này có độc hòa yến có độc sao đoạn trường thảo đấy càng nở đẹp càng có độc người nhuận đô đều biết dù đói cũng không ai hái ăn nếu không làm sao ta dùng nó để bệnh vòng hoa nàng thở dài. Lúc nào cũng vậy, cỏ dài có độc luôn xanh tươi, giá như cây trồng cũng được như vậy thì tốt. Thấy Hòa Yến không nói gì, khởi la cười nói. Tiểu Hòa Đại Nhân có hứng thú với hoa này sao? Thiếp thân có thể dạy Tiểu Hòa Đại Nhân bệnh vòng hoa này, có lẽ tặng cho người trong lòng, người ấy sẽ rất vui vẻ. Nàng còn băn khoăn không biết Hòa Yến có. Người trong lòng. Hay không, Hòa Yến có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ nếu bệnh vòng hoa này đưa cho tiêu giác, Tiêu giác có lẽ sẽ cho rằng nàng có bệnh, không đánh chết nàng đã là may. "Thôi." Hỏa Yến lắc đầu. Hắn không thích những thứ hoa cỏ này, Khởi La cô nương có lòng tốt, tại hạ xin nhận. Khởi La có chút thất vọng, nhận lại vòng hoa từ tay Hỏa Yến, nói: "Vậy được rồi, chẳng lẽ lại không có cô nương nào thích hoa cỏ sao? Lúc lão ra cho ta hái hoa, ta đã vui mừng suốt một lúc lâu." "Lý đại nhân sao?" Hỏa Yến thầm nghĩ, không ngờ Lý Khuông với tính cách hung hãn như vậy, lại còn cho tiểu thiếp âu yếm đi hái hoa. Đúng vậy. Khởi la liều mạng gật đầu, như sợ hỏa yến không tin. Sáng nay lão ra cho ta hái, ta liền bện cái vòng hoa. Nụ cười của hỏa yến chợt dừng lại. Hôm nay sao? Đúng vậy. Khởi la cười nói. Gần đây lão ra đối xử với ta rất tốt. Nàng quên cả. Thiếp thân. Chỉ lo chia sẻ niềm vui với hỏa yến. Lão ra hứa khi nhuận đô chiến sự qua đi, sẽ đổi cho ta một phòng lớn, còn cho ta trồng cây mai trong sân. Hôm qua còn đưa phần lương khô của mình cho ta ăn. Khởi la nói xong, trên mặt cũng hiện lên sự hoang mang. Chẳng lẽ gần đây ta trông dễ nhìn hơn, hay là mẹ ta trên trời phù hộ, lão ra đối xử với ta tốt như vậy, ta cũng không nhận ra hắn nữa. Hỏa Yến bắt đầu lo lắng, suy đoán đáng sợ lại hiện lên trong đầu. Nàng hỏi khởi la. Ngoài chuyện này, Lý Đại Nhân gần đây có gì khác thường không? không có khởi la lắc đầu có chút trách hỏa yến tiểu hòa đại nhân tốt với ta sao lại gọi là không thích hợp lão gia trước đây cũng đối xử tốt với ta bây giờ chỉ là tốt hơn thôi chắc là hoàn nạn gặp chân tình bây giờ ta bầu bạn với lão gia lão gia chắc chắn cảm động hỏa yến nhíu mày tiến lên một bước khởi la cô nương mấy ngày nay ngươi nên tránh xa lý đại nhân vì sao khởi la ngạc nhiên hỏi hỏa yến nhìn nàng dung mạo như trang hoa, cô nương cao lớn hơn không ít, nụ cười luôn mang theo vài phần rào hoạt như hồ ly. Điều này khiến nàng trông lanh lợi và rất dễ mến, chỉ là trong ánh mắt vẫn lộ ra sự trong sáng trẻ con. Một mỹ nhân hồn nhiên động lòng người, nhưng lại, tay chói gà không chặt. Có lẽ, Lý Đại Nhân sẽ làm hại ngươi. Hỏa Yến trầm giọng nói. Khởi la ngạc nhiên chốc lát, rồi cười lên. Tiểu Hòa Đại Nhân, lời này là ý gì? Lão gia sủng ái ta còn không kịp làm sao làm hại ta? Hỏa Yến biết rõ nàng không tin, trên thực tế, nữ tử luôn luôn nghĩ nam tử có tình cảm đặc biệt, thật sự không biết. Thật sự không biết, điều này cũng cần có tiền đề. Thời Thái Bình, cô nương tự nhiên rất đáng được sủng ái. Hỏa Yến hạ giọng, giọng trầm đầy bi thương. Nhưng trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, đối với Lý Đại Nhân, cô nương nặng thế nào cũng không nặng bằng cả thành nhuận đô. Khởi la. Ta vẫn không hiểu không hiểu cũng không sao. Hỏa Yến ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Đại Nhân cả ngày rất bận, mấy ngày nay, ngươi đừng ở riêng với hắn. Ban ngày lúc rảnh, hãy đi nơi khác, tìm triệu Đại Nhân cũng được, người khác cũng được, tóm lại, tránh gặp Lý Đại Nhân. Khởi la nhìn nàng kỳ quái, vị võ an lang trẻ tuổi này nói chuyện thật khó hiểu, sao có người khuyên mình xa lánh lão gia của mình. Nếu không phải vì biết Hỏa Yến dẫn đầu tinh binh đánh lén chạy địch, cứu những nữ tù binh, khởi la sẽ nghi ngờ nàng là người xấu. Nàng nói, tiểu hòa đại nhân, ta, ta là thiếp thất của lão gia, không thể không gặp lão gia. Chờ nhuận đô qua chiến sự, người muốn gặp sao cũng được, nhưng bây giờ tránh xa hắn. Đôi mắt thiếu niên cực kỳ rõ ràng, cũng rất tối, khi nhìn người rất mạnh mẽ. Khởi la vô ý thức gật đầu, rồi lắc đầu. Hỏa yến trong lòng cũng do dự, nàng bây giờ là... Võ An Lang dù có lo lắng cho khởi la cũng không thể để tiểu thiếp ở bên mình, quên miệng lưỡi thiên hạ. Nếu làm vậy, chỉ sợ Lý Khuông sẽ nghĩ mình trở thành giang giao thứ hai, không chừng sẽ chém khởi la. Nàng nói, Ngươi đi tìm phu nhân của triệu đại nhân, ban ngày ở cùng nàng. Nếu Lý đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi hãy báo cho ta biết, ta sẽ cùng ngươi đi. Khởi la có chút hồ nghi, nhưng hỏi yến rất kiên trì, cuối cùng nàng cũng đồng ý. Dặn dò kỹ càng xong. Họ yến mới đi tìm Vương Bá và mọi người. Đêm tập kích đó, Vương Bá và mọi người theo nàng đều bị thương. Thạch đầu và giang dao còn đỡ, Vương Bá bị thương chân, không nghiêm trọng lắm. Hoàng Hùng bị thương nặng ở tay trái, vết đau rất sâu. May không phải tay phải, nếu không chỉ sợ sau này không thể cầm đau. Dù sao đi nữa, họ đều đang dưỡng thương. Khi vào phòng, Hồng Sơn và Hoàng Hùng đang ngủ, Thạch đầu và Tiểu Mạch đi hỗ trợ tu sửa binh khí chỉ có Giang Giao và Vương Bá ngồi ở ngưỡng cửa. Thấy họ Yến, hai người ngẩng đầu, Giang Giao nói. Hòa Huynh, sao rồi? Hòa Yến lắc đầu, Vương Bá tức giận không chỗ phát tiết. Họ Lý làm sao vậy? Nhìn thì nhân cao mã đại, sao lá gan lại nhỏ thế? Vẫn thủ trong thành như con rùa đen rút đầu. Mẹ hắn, mấy ngày nay đều đói gầy, tiếp tục như vậy tất cả sẽ chết đói, xuống đất vẫn là quỷ chết đói, còn không bằng chết khi giết ô thác. Giang Giao nói. Lý Đại Nhân cũng sợ thành phá, toàn thành bách tính chôn cùng, chỉ là. Hắn nhìn về phía Hỏa Yến. Ta hỏi qua binh sĩ, đã đoạn lương. Mấy ngày nay chúng ta toàn nhờ lương khô từ lương châu mang tới, số lương khô đó hôm qua đã ăn sạch. Từ hôm qua đến giờ, chúng ta không ăn gì cả, tiếp tục thế này không ổn. Đúng vậy, ở nhuận đô này, đến chuột trong thành cũng bị người ta bắt ăn hết, côn trùng cũng không thấy đâu. Đây chẳng lẽ muốn chúng ta gặm bàn sao? lý khuông đang nghĩ cái gì vậy biết trước lương thảo bị đốt thà mang thêm chút nữa dù có nặng thì cũng chống đỡ được nửa ngày giang giao vừa cười vừa tức giận lúc đó ai mà lo nghĩ nhiều được như vậy hòa huynh hắn nhìn hòa yến ngươi không có cách nào khác sao lương thảo của người ô thác bị đốt nhưng họ ở ngoài thành vẫn có thể đi săn không đến mức chết đói hòa yến lo lắng chỉ cần ai cầm cự lâu hơn dân chúng nhuận đô chắc chắn không thể bằng người ô thác cho nên suy nghĩ và quyết định của lý khuông là không khả thi hơn nữa hiện tại hắn không chấp nhận ra khỏi thành để đối đầu với người ô thác ta không thể ra lệnh cho binh mã nhuận đô chỉ có thể tìm kiếm viện trợ chỉ là chỉ sợ chưa đến ngày đó nhuận đô đã xảy ra nhiễu loạn lớn thái độ của lý khuông mấy ngày nay rất không ổn nàng thở dài không nói gì thêm ở bên kia khởi la đi tìm triệu phu nhân dù hòa yến biểu hiện kỳ lạ nhưng rất kỳ quái khởi la luôn cảm thấy thân thiết với hòa yến một cách khó tả vì vậy dù không tin lời hòa yến nói nàng vẫn sẵn lòng làm theo hiện tại lý khuông bận rộn mỗi ngày không quan tâm đến nàng ban ngày nàng muốn đi đâu cũng được tự do hơn so với trước triệu phu nhân ôm tiểu tôn nhi vẻ mặt đầy u sầu con dâu của bà bệnh nặng nằm trên giường đại phu đến nhiều lần cũng không giúp được gì mọi người đều biết rõ bệnh này do đói mà ra không có gì để ăn, tất nhiên không thể khỏe mạnh. Triệu phu nhân cũng gầy đi vì đói, thân hình tiều tụy, y phục rộng hơn nhiều, cánh tay nhỏ bé yếu ớt như có thể bẻ gãy. Khởi La thầm nghĩ, đi qua các tiểu thư trong thành, ngày ngày la hét ăn ít một chút, nhìn gầy yếu nhẹ nhàng khiến người thương cảm, nhưng chỉ sợ khi chiến sự qua đi, không ai còn nghĩ vậy. Cảm giác đói khát thực sự rất gian nan, một đóa hoa cũng cần uống đủ sương mới có thể nở rộ cho người khác ngắm nhìn. Triệu phu nhân chỉ nói với khởi la vài câu, rồi im lặng, vẻ mặt mệt mỏi, lúc này, quá đói, đến mức không muốn nói chuyện. Khởi la ngồi cùng bà một lát, bên ngoài có tên lính đến, nói với khởi la. Khởi la cô nương, đại nhân gọi ngươi, tìm ta. Khởi la hơi kinh ngạc, Lý Khuông bận rộn với chiến sự ở nhuận đô, nếu nàng không chủ động tìm Lý Khuông, ông ta chắc chắn không tìm đến nàng. Tuy nhiên, nghĩ đến mấy ngày nay Lý Khuông đặc biệt sủng ái nàng, khởi la trong lòng vui sướng. Chiến sự ở Nhuận Đô mang lại lợi ích duy nhất là để Lý Khuông thấy được lòng trung thành của nàng, có lẽ sự sủng ái này có thể kéo dài 3 năm, thậm chí 10 năm. Lúc này, nàng chỉ còn những tưởng tượng vui sướng trong đầu, quên mất lời dặn của họ Yến, vô cùng phấn khởi nhấc váy lên, cười nhẹ nói. Được, ta sẽ đi gặp lão gia. Khởi la theo người lính vào phòng, trong phòng không chỉ có Lý Khuông, còn có phó tướng của ông và mấy vị đại nhân của Nhuận Đô ngoài ra còn có mấy tâm phúc của Lý Khuông. Khởi la thấy hơi lạ, nàng nghĩ rằng Lý Khuông nhớ nàng và muốn vuốt ve an ủi. Nhưng với nhiều người như vậy, không có vẻ gì là muốn vuốt ve an ủi. Có thể có đại nhân vật nào đó muốn tới. Nàng, cô gái đẹp nhất nhuận đô, muốn giúp Lý Khuông tranh sĩ diện. Nhưng cũng không đúng, nếu có đại nhân vật, sao chi huyện triệu thế minh lại không có ở đây? Nàng tiến tới, nói. Lão ra, Lý Khuông đang quay lưng về phía nàng, nghe tiếng liền quay lại. Những ngày này, hắn trong tiểu tụy và già đi nhiều, đứng cùng Khởi La nhìn giống như cha của Khởi La. Đã có lần đại ngụy danh tướng phi hồng tướng quân trêu chọc như vậy, nhưng Khởi La không thấy có gì lạ. Cha nàng qua đời sớm, Lý Khuông chăm sóc nàng, cho nàng đồ ăn và che chở, nhiều cha ruột trên đời cũng không làm được như vậy. Hơn nữa, Lý Khuông là anh hùng bảo vệ bách tính, Nàng kính trọng hắn và chưa bao giờ thấy hắn có gì không tốt. Lúc này, phu quân của nàng nhìn về phía khởi la, ánh mắt hắn không rõ ý, dường như buồn bã hoặc lạnh lùng, nhìn nàng một lúc lâu rồi mới khàn giọng hỏi. Khởi la, người đá ở bên ta bao lâu rồi? Khởi la nghiêng đầu suy nghĩ. Thưa lão gia, thiếp đá ở bên lão gia hơn ba năm, qua mùa hè này sẽ là bốn năm. Lý Khuông rất yêu thương nàng, nên đi đâu cũng mang theo nàng trong khi vợ và con trai của hắn ở Sóc Kinh để chăm sóc cha mẹ, không thể đi cùng hắn đến biên giới nghèo khó. Khởi La dù là một thiếu nữ trẻ đẹp, đã ở bên hắn nhiều năm mà không một lời oán thán. Hắn vốn ngay thẳng, thô lỗ, không thích phụ nữ tranh đấu lẫn nhau. Khởi La tuy có chút mưu mẹo, nhưng chủ yếu là tính cách đơn thuần, nhiệt tình. Nàng rất dễ hài lòng, luôn biểu hiện rõ ràng sự. Tranh thủ tình cảm. Trên khuôn mặt, nàng đối xử với mọi người rất lễ phép, các đồng nghiệp đều ngưỡng mộ hắn có được một đóa hoa giải ngữ như nàng. Thực tế, Khởi La chưa từng thực sự hưởng thụ được gì. Dù được coi là ái thiếp của hắn, Khởi La vẫn thua kém các nữ tử ở kinh thành. Lý Khuông lầm bẩm Bốn năm rồi. Giọng hắn nặng nề, Khởi La không hiểu nhưng cảm thấy lo lắng. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, thấy những binh lính quen biết từ trước đều quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng. Tại sao lại như vậy? Dù bình thường thông minh đến đâu, nàng cũng không hiểu nổi lý do chỉ biết dùng đôi mắt to tròn ướt đẫm nhìn lý khuông đầy nghi hoặc trong mắt lý khuông cũng hiện lên nỗi đau một lát sau mới nói tới đây khởi la tiến tới theo lời hắn hỏa yến và giang giao nói chuyện một lúc thạch đầu và hồng sơn cũng tỉnh dậy tiểu mạch và thạch đầu sửa chữa xong binh khí trở về phòng thấy hỏa yến liền hỏi a à, hoặc ca à, hôm nay ngươi không đi tìm lý đại nhân sao đã tìm rồi Hỏa Yến nhún vai, giang giao suy nghĩ. Nếu không, chúng ta cùng đi tìm Lý Đại Nhân một chuyến. Cùng thuyết phục hắn. Hỏa Yến thực ra cảm thấy lần này giang giao hành động cũng không có nhiều tác dụng, thái độ của Lý Khôn quá kiên định. Nhưng đã đến mức này, dứt khoát thử lại xem sao. Liền đứng dậy nói. Tốt, có thể thử lại lần nữa. Năm đó, Liễu Bất Phong cũng vì bị nàng làm phiền mà thu nhận nàng làm đồ đệ, Lý Khôn kiên nhẫn còn không bằng Liễu Bất Phong nói không chừng cũng có thể như vậy, dù kết quả có thể là Lý Khuông cùng nàng rút đau khiêu chiến. Hỏa Yến dẫn đoàn người đi tìm Lý Khuông, đến nửa đường, ngang qua viện tử của Triệu Thế Minh, thấy phu nhân của Triệu Thế Minh đang ôm Tiểu Tôn Nhi ngồi ngẩn người ở cửa, Hỏa Yến khẽ giật mình, tiến tới hỏi. Triệu phu nhân, không thấy khởi la cô nương sao? Trước khi đi, nàng đã dặn khởi la đi tìm Triệu phu nhân, sao giờ lại chỉ thấy mỗi Triệu phu nhân ở đây? Triệu phu nhân dường như không hiểu lời Hỏa Yến, một lát sau mới trả lời nàng bị tổng binh đại nhân gọi đi rồi hỏa yến trong lòng cảm thấy bất an không nói hai lời lập tức chạy đến viện tử của lý khuông vương bá và nhóm người phía sau không rõ chuyện vương bá hỏi hắn khẩn trương như vậy làm gì hắn và nữ nhân kia có tư tình à hồng sơn đừng nói nhảm a à, hòa mới đến nhuận đô không lâu mà vậy hắn cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyện mà vương bá lầm bầm Hỏa Yến chạy một mạch đến viện tử của Lý Khuông, thấy hôm nay trước phòng Lý Khuông có binh sĩ canh giữ, trong lòng nàng lo lắng, liền muốn tiến vào nhưng bị binh sĩ ngăn lại. Ngươi làm gì, đại nhân có lệnh, không ai được phép vào. Hỏa Yến nhìn chằm chằm binh sĩ. Hắn ở bên trong làm gì? Ánh mắt nàng lạnh lùng như băng, binh sĩ sợ hãi, chưa kịp nói gì thì triệu thế minh đến, thấy cảnh này liền cau mày nói. Sao lại cái nhau, đây là tiểu hòa đại nhân, tránh ra ngay hai tên lính như lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hỏa Yến, nói kiên quyết. Đại nhân có lệnh, không ai được phép vào, võ an lang cũng không ngoại lệ. Hỏa Yến, biến ngay, nàng nhanh tay rút bội kiếm bên hông một người, hai người đưa tay cản nhưng không thể ngăn nổi nàng. Hỏa Yến một trường đánh ngã hai người, đã tung cửa bước vào, vừa vào liền sướng sờ. Trong phòng, ngoài Lý Khuông, còn có nhiều phó binh và binh sĩ, bên cạnh ghế còn có một đám nữ nhân quỳ những nữ nhân này quần áo sạch sẽ, mặt có vệt nước mắt, ánh mắt yên tĩnh. Hỏa Yến nhận ra trong số đó có những người nàng đã cứu từ tay ô thác trong đêm đánh lén chạy địch, đưa về đại ngụy. Ngay giữa phòng, nằm một nữ nhân, thân thể bị phủ vải trắng, không rõ là ai, nhưng tay nắm chặt một vòng hoa nhỏ xinh, trong đó có điểm suyết màu tím. Hốc mắt Hỏa Yến lập tức đỏ lên đã ghé thăm kênh Hô Lích Ao 78, điều. kiếm phong chỉ. Trong phòng yên tĩnh một lúc, giọng lý khung đầy tức giận vang lên. Ai cho phép ngươi đến đây?" Hỏa Yến ngẩng đầu, nhìn hắn đầy căm phẫn, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy. "Ngươi đã giết nàng, đây là việc của nhà ta, liên quan gì đến ngươi?" Lý Khuôn dường như không muốn thấy nàng, cút ra ngoài. Các binh sĩ xung quanh cũng tỏ ra không kiên nhẫn, hoặc tránh ánh mắt của Hỏa Yến, hoặc cúi đầu im lặng, không ai nói gì. "Tại sao ta phải cút ra ngoài?" Hỏa Yến bình thản nói. "Dù khởi la là chuyện của nhà ngươi, nhưng những nữ tử này Ta đã cứu họ từ tay người ô thác. Điều này chẳng phải là chuyện của nhà ngươi, đúng không, Lý đại nhân?" Nàng bỗng nhiên nâng cao giọng, "Ngươi cũng định giết tất cả họ sao?" Nghe vậy, một vài nữ nhân trên đất bắt đầu sụt sùi khóc. Nghe thấy tiếng kêu, Triệu Thế Minh vội vàng theo Vương Bá và mọi người chạy vào, bất ngờ thấy một thi thể nằm giữa phòng, giật mình, Triệu Thế Minh run rẩy hỏi, "Chuyện, chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Người kia là ai?" Hỏa Yến tiến lên một bước, Lý Khuông tức giận nói. Ngươi đừng chạm vào nàng. Ngay sau đó, tấm vải trắng bị kéo ra. Cô nương nằm trên mặt đất, máu từ cửa tràn vào, nhuộm đỏ áo nàng. Nàng nằm đó, ánh mắt yên tĩnh, đẹp tựa hoa kiều. Chỉ vài giờ trước, nàng còn cười nhẹ, khoe với Hỏa Yến những bông hoa vừa Tết, kể về tương lai. Giờ đây, nàng không còn biết khóc, không còn biết cười, chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo. Khởi la triệu thế minh kinh ngạc sao lại là khởi la có phải người ô thác đã lèn vào không lý đại nhân chuyện này là thế nào nếu thật sự có người ô thác lèn vào sao lý khung lại có thể bình tĩnh như vậy e rằng nhuận đô đã loạn lạc từ lâu nhưng cảnh trước mắt này phải giải thích thế nào lý khung chừng mắt nhìn hòa yến nàng không hề nao núng từng chữ từng chữ nói với hắn lý đại nhân ta muốn hỏi ngài có phải ngài định bắt trước trương tuần của tiền triều nghe vậy triệu thế minh không khỏi hít sâu một hơi trong nhóm vương bá và thạch đầu chỉ có giang giao từng đọc sách hiểu ý hỏa yến còn lại không ai hiểu gì chỉ thấy mặt giang giao hơi biến sắc chương tuần của tiền triều giữ thành tuy dương lương thực cạn giết tiếp để nuôi quân lý đại nhân ngươi định làm chương tuần của đại ngụy sao nhưng nhuận đô hiện còn đường sống sao phải đến mức này ngươi biết gì mà nói lý Khuông không kiềm được mà mắng một phụ nữ mà thôi nếu có thể cứu một thành ta chết cũng không tiếc chỉ là một nữ tử vì nhuận đô mà chết không đáng tiếc chút nào hỏa yến nhìn hắn lý khuông từng chiến đấu bên cạnh nàng cùng nhau sống chết họ không gọi là bạn thân nhưng cũng là bạn cũ hỏa yến chưa từng nghi ngờ phẩm tính của lý khuông coi hắn như một tướng lĩnh chính trực dũng cảm nhưng trong mắt người anh hùng ấy nữ nhân chỉ như mèo chó động vật tài sản hy sinh tiểu thiếp yêu thương nhất cũng có thể bị giết vì Đài nghĩa Trở thành thức ăn Đây còn đáng sợ hơn việc coi người làm thức ăn Nàng đã nghĩ có thể xảy ra cảnh này Nhưng đó là chuyện của tiền triều Bây giờ chưa đến tuyệt cảnh Và Lý Khuông không phải trương tuần Hỏa Yến vẫn mong may mắn Có lẽ đã quá lo sợ về nhân tính Nhưng Không gì có thể ngăn cản Lý Khuông vẫn đưa ra lựa chọn tương tự nằm đó ở Hiền Sương Quán Khi đọc Trung Nghĩa chuyện đến đoạn trương tuần thất thủ tuy dương quân địch không thể phá thành, chú ngoài thành chờ quân trong thành chết đói. Trong thành hết lương, Trương Tuần giết ái thiếp buộc quân ăn, sau đó có người giết nô bộc làm lương thực. Trong thành hết phụ nữ, lấy nam nhân già trẻ thay thế, ăn nhân khẩu hai ba vạn. Các thiếu niên trong công đường không ai lên tiếng, không khí yên tĩnh. Tiên sinh vẫn giảng. Trước khi chiến đấu, tuy dương thành có 4 vạn người, thành phá chỉ còn lại 400 người sống sót. Cũng là thiếu niên mười mấy tuổi, đều xuất thân từ gia đình phú quý, chưa từng nghe chuyện thảm khốc như vậy. Người ăn người đã đủ kinh hoàng, thêm chiến tranh càng làm người ta đau lòng. Tiên Sinh hỏi, các người cho rằng Trương Tuần làm vậy là sai hay đúng? Các thiếu niên nô nức phát biểu, mỗi người bày tỏ ý kiến, cuối cùng đều cho rằng trong tình cảnh đó, hành động của Trương Tuần không đáng trách. Tiên Sinh nói, giết người trái nhân luân, nhưng không phải là ý định của Trương Tuần. Có câu nói, thương hoàng tội nhẹ phục hưng công lớn. Ăn thịt người là tội nhỏ, thủ thành là công lớn. Các thiếu niên gật đầu đồng ý, mặc dù thảm khốc, nhưng điều này thể hiện trương tuần trung trực. Dù thiếp thất là gia sử, thủ thành là quốc sử, hy sinh thiếp thất để giữ nước, trương tuần là trung thần. Khi đó, Hỏa Yến không nghĩ vậy, nàng ngồi trong công đường, không mở miệng, cũng không đồng tình với các thiếu niên, chỉ cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Tiên sinh nhận ra nàng không đồng ý, mỉm cười bảo nàng đứng lên, hỏi. Hòa Như Phi, ngươi có ý kiến khác? Khi đó ở hiền sương quán, nàng vẫn thường đứng cuối trong các kỳ thi, bị gọi tên, có chút bất an. Nhưng trong lòng cuối cùng cũng đầy phẫn uất, lấy dũng khí nói. Thế nhân đều nói Trương Tuần là trung thần nghĩa sĩ, điều đó không sai, nhưng những người bị ăn thì không vô tội sao. Ta hiểu được lựa chọn của hắn, nhưng nếu là ta, ta tuyệt đối không làm vậy. A, à, ngươi sẽ làm thế nào? tiên sinh cười hỏi. Ta sẽ dẫn theo tàn binh còn lại, cùng quân phản loạn quyết tử chiến ngoài thành. Thiếu niên đứng trong công đường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt nàng, gương mặt thanh tú hơi ngây thơ cũng nhúm màu kiên định. Người cầm kiếm, càng nên hiểu rõ mũi kiếm chỉ về đâu, là hướng tới kẻ địch trước mặt hay sau lưng kẻ yếu. Ta tuyệt đối không rút kiếm hướng về kẻ yếu. Trong phòng yên tĩnh một lúc, tiếng cười vang của các thiếu niên vang lên. Kẻ yếu, yếu gì? chính hắn mới là kẻ yếu, và kiếm thuật của Hòa Huynh kém cỏi thế này mà cũng dám cầm kiếm. Sợ là đang nằm mơ, nói nghe thật hay, làm sao có thể, nếu kiếm thuật kém như vậy mà đi thủ thành, thì thành này chẳng cần giữ nữa. Ha 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 ha. Hỏa Yến bị bao quanh bởi tiếng cười vang, mặt đỏ bừng lên, nhếch môi nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không chừng một ngày kia, nàng sẽ là tướng quân rong rồi xa trường, lúc đó, nàng nhất định bảo vệ những người mình muốn bảo vệ không để tay không tắc sát bình dân trở thành quân lương, nàng muốn trở thành tướng quân dũng cảm nhất. Tiên sinh để các thiếu niên chế giễu nàng bình tĩnh lại, nhìn hỏa yến, trong mắt đầy vẻ hài lòng. Ngươi có thể đứng trên lập trường của bách tính mà nghĩ, điều này cho thấy ngươi có lòng thương yêu kẻ yếu, rất tốt. Hỏa yến trong lòng thở dài, không phải nàng có lòng thương yêu kẻ yếu. Chỉ là những thiếu niên cười vang trong công đường đều là nam tử, tự nhiên coi mình là. Trương Tuần. Còn nàng là nữ tử, nên tự nhiên đứng ở lập trường của Ái thiếp Đứng trên lập trường Trương Tuần Hành động này rất cao thượng, nhưng từ lập trường của Ái thiếp Đây chỉ là một trận tai bay vạ gió Người đời cùng nhau trải qua vui buồn, nhưng không thể lúc nào cũng thông hiểu nhau Đơn giản là ở vị trí nào, sẽ có những lựa chọn khác nhau Như ngay lúc này Hỏa Yến nói Quân là trung thần, Khanh có tội gì Ngươi không cần nói nhiều như vậy với ta Lý Khuông lạnh nhạt nói Khởi La là thiếp thất của ta, là người của ta, ta xử lý thế nào là chuyện của ta. Còn những nữ tử này, ngươi hỏi họ xem có tự nguyện không, ta không ép buộc họ. Hỏa Yến nhìn về phía nữ nhân ngồi dưới đất, một nữ tử mắt đỏ ngầu, cúi đầu trước Hỏa Yến, nói khẽ. Cảm tạ đại nhân đã lo cho chúng ta, nhưng, chúng ta đã bị người ô thắc trà đạp, thân thể không còn sạch sẽ, không thể về nhà, cũng không còn mặt mũi sống trên đời, giờ có thể dùng thân thể này để đổi lấy chút hy vọng sống cho nhuận đô cũng là phúc phần của chúng ta có lẽ công đức này sẽ giúp chúng ta rửa sạch bùn nhơ kiếp sau tích phúc công đức cái quái gì không đợi nàng nói hết hòa yến liền ngắt lời vương bá và mấy người ngạc nhiên nhìn hòa yến từ trước đến giờ nàng sống chung với họ rất ôn hòa dù vương bá từng khiêu khích cũng không thấy nàng nói nửa lời thô tục bây giờ lời thô tục đã thốt ra có thể thấy nàng đang rất giận dữ cái gì gọi là thân thể không sạch sẽ, cái gì gọi là không mặt mũi sống trên đời. Hỏa Yến tức giận nói. Đây là lỗi của các ngươi sao? Nàng nhìn Lý Khuông, rồi nhìn các binh sĩ cúi đầu trong phòng. Đây là lỗi của họ sao? Nếu các ngươi nghĩ rằng đây là công đức, thì hoàn toàn sai lầm. Lý Đại Nhân. Nàng quay đầu nhìn Lý Khuông. Ngươi là Tổng Binh Thành, ta cho ngươi biết, những nữ tử này bị người ô thác bắt là vì họ hung tàn vô đạo, là vì ngươi không có bản lĩnh, họ có lỗi gì, ta chưa từng thấy người bị thương có lỗi, còn kẻ gây hại lại nhởn nhơ. Các ngươi làm vậy, chỉ hợp ý người ô thác, trong mắt họ, người đại ngụy đều là oan đại đầu, họ làm ác, vô tội phải chịu. Tại sao trên đời có chuyện buồn cười thế này, bị người ô thác chạm vào là không sạch sẽ, vậy từ bước đầu tiên họ vào đất đại ngụy, không cần chống lại. Đất đại ngụy cũng không sạch, đưa cho họ, còn đánh cái quái gì. Ngươi, nói cẩn thận. Lý Khuông cố nén giận. Ta không hỏa yến nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như ngọn lửa muốn đốt cháy tất cả. Ngươi là nam nhân, là tướng lĩnh của họ, ngươi đem đao nhắm vào nữ nhân và bách tính của ngươi. Cái này là gì? Hôm nay nếu các ngươi theo ta ra ngoài giết mấy người ô thác, uống máu ăn thịt họ, ta gọi các ngươi là hán tử. Nhưng trên đời không có đạo lý này, nam nhân đánh không thắng trận chiến, lại kêu nữ nhân vô tội yếu đuối đi hy sinh. Cái này gọi là nhục nhã. Ta đã nói rồi, họ là tự nguyện. Họ thật sự tự nguyện sao? Hỏa yên ánh mắt sắc bén. Được, ta hỏi các ngươi. Nàng nhìn những nữ nhân kia. Tại sao các ngươi lại nghĩ mình không thể sống? Vì người khác nói sao? Nếu người khác nói gì, ngươi phản bác ngay trước mặt, miệng không được, thì dùng nắm đấm. Đây là lỗi của các ngươi sao? Nếu ai dùng chuyện này nhục mà các ngươi, họ mới là kẻ vô sỉ nhất, không cần giữ thể diện. Mạng sống của các ngươi là ta cứu, các ngươi dễ dàng từ bỏ, để ta ở đâu? thần sắc nàng khiến người khiếp sợ những nữ từ kia nhất thời không dám nói lời nào một lát sau một cô nương trẻ tuổi bật khóc lớn thút thiết nói ta không muốn chết ta sợ lý khuông sắc mặt tái mét nếu không muốn chết ta ở đây không ai có thể làm các ngươi chết ngươi dám nói vậy sao lý khuông nói đây không phải là lương châu vệ hỏa yến thần sắc trầm tĩnh lại nàng tiến lên một bước che chở những nữ nhân kia sau lưng lý đại nhân khởi la là thiếp thất của ngươi cùng ngươi nhiều năm không phải là hàng hóa một vật có thể dễ dàng đem ra ngoài nàng là người của ngươi nhưng trước hết nàng là con người hôm nay ngươi không thể động đến những nữ nhân này nếu ngươi muốn động hỏa yến chậm rãi rút thanh kiếm từ tay binh sĩ ở cửa phải qua được thanh kiếm của ta trước ngươi nghĩ ta không dám sao lý Khương giận dữ rút kiếm bên hông ra các binh sĩ xung quanh thấy vậy đều nâng kiếm nhắm mũi kiếm vào hỏa yến trong phòng tràn ngập bầu không khí căng thẳng, Triệu Thế Minh vội la lên. Các ngươi làm gì vậy? Người nhà đối đầu với người nhà. Chúng ta cần đánh người ô thác, Lý Đại Nhân, ta thấy Tiểu Hòa Đại Nhân nói rất có lý, ngươi không thể. Không thể ăn người được, nếu bên ngoài thấy vậy, bách tính sẽ bắt trước, nhuận đô thành sẽ ra sao? Dù giữ được thành, ngươi muốn thiên hạ chỉ trích chúng ta sao? Chính hắn cũng có tư tâm, khởi la là tiểu thiếp được lý khôn yêu thương nhất, Triệu Thế Minh cũng phải thừa nhận khởi la mỹ mạo, lành lợi, rất được người thích, nếu là hắn, tuyệt đối không hạ thủ được. Nhưng Lý Khuông nói giết liền giết, những người này, ai, cuối cùng, họ làm quan chẳng phải đều phải làm gương mẫu. Hắn lớn tuổi như vậy, chưa từng giết con gà, muốn hắn đưa ra quyến đi chết, Triệu Thế Minh thả chết còn hơn. Vì vậy, hắn đứng về phía hỏa yến, Lý Khuông không để ý Triệu Thế Minh, một kẻ không biết cầm đao, hắn không để vào mắt điều làm hắn tức giận là hòa yến không ai ngờ hòa yến lại xông vào như vậy không nói lời nào đã chỉ trích hắn khởi la cùng hắn nhiều năm chẳng lẽ hắn không đau lòng sao chẳng lẽ khi hạ thù hắn không do dự nhưng chiến cuộc đến đây nếu nhuận đô không giữ được tất cả đều phải chết trước mặt phó tướng giết khởi la cũng để họ hiểu quyết tâm từ thủ nhuận đô những phó tướng này thường ngày đối mặt với khởi la thấy cô nương sống sờ sờ bị giết trước mặt đều không đành lòng cũng không thiếu người cầu tình cho khởi la, nhưng Lý Khuông cho rằng, Trương Tuần năm đó làm được, giờ hắn cũng làm được. Dù mang bêu danh cũng không sao, công tội sẽ do hậu nhân đánh giá. Nhưng võ an lang hỏa yến, nàng cứ thế xông vào, đứng trước mặt hắn, che chở những nữ nhân kia, ánh mắt sáng ngời khiến hắn trong thoáng chốc thấy vô cùng xấu hổ. Hắn bỗng nhiên nhớ đến hòa như phi, vị phó tướng phi hùng tướng quân đó, mỗi trận chiến đều cố hết sức cứu các nữ nhân bị quân địch bắt làm tù binh. Thật ra, những nữ nhân này khi về nhà cũng không có kết quả gì tốt, nhưng Hòa Như Phi luôn kiên nhẫn an ủi, động viên họ. Lý Khương chưa từng thấy một nam nhân nào lại quan tâm như vậy. Nhưng hắn nghĩ, trên đời hồn nhiên như vậy, chỉ có một phi hồng tướng quân. Nhưng hôm nay, trước mặt hắn, lại xuất hiện một người như vậy. Lý Khương sắc mặt lạnh lùng. Võ An Lang, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Rất xin lỗi, nhưng ta không thể để các nàng chết ở đây một người phụ nữ bên cạnh khóc và nói nhìn về phía hỏa yến đại nhân đừng để chúng ta uổng phí sức lực nếu mạng sống của chúng ta có thể đổi lấy sự bình an cho nhuận đô chúng ta sẵn sàng bình an cho nhuận đô không thể dựa vào các ngươi mà có được hỏa yến lạnh lùng nói dùng sự hy sinh của phụ nữ để đổi lấy bình an không khác gì cầu xin kẻ thù thương hại lý đại nhân đây không phải là triều đại trước và ngươi cũng không phải là trương tuần Lý Khuông gần như xấu hổ đến mức tức giận, hắn biết rằng từng câu nói của thiếu niên trước mặt đều đúng, nhưng hắn không còn con đường nào khác để đi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao? Hắn lạnh nhạt nói. Thật là quái đản, vương bá, phi, nhổ một bãi nước miếng, giết phụ nữ mà còn lý luận. Chúng ta làm sơn phỉ, nhưng không bao giờ giết phụ nữ, người già và trẻ em. Người ta nói trộm cũng có đảo, vậy mà các ngươi, những kẻ ăn công lương binh má lại làm những việc còn tệ hơn xúc sinh đừng có lằng nhằng nữa chúng ta lương châu vệ thứ nhất thứ hai ba bốn năm sáu bảy chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi hắn nói như thể đang đứng trên võ đài làm sắc mặt của lý khuông càng thêm khó coi lúc này lại có người đi đến đó là sở chiêu hắn nhìn lý khuông đầu tiên là cúi chào rồi mỉm cười nói lý đại nhân hành động lần này của ngài không ổn bệ hạ từ trước đến nay phổ biến Nền chính trị nhân từ nếu như ăn thịt người, vi phạm nhân luân, truyền đến tai bệ hạ, e rằng bệ hạ sẽ không thích. Hắn muốn đứng về phía Hỏa Yến, sở chiêu đại diện cho từ tương, một bên là lương châu vệ, một bên là từ tương, áp lực có thể hiểu được. Lý Khương trong lòng vừa tức vừa buồn bực, Hỏa Yến này rốt cuộc là có lai lịch thế nào, mà một hai người đều muốn theo hắn như vậy. Nhưng các binh sĩ xung quanh đều nhìn hắn, hắn quyết định chắc chắn, cắn răng nói ngươi không phải đối thủ của ta. Hỏa Yến mỉm cười, đưa kiếm ra trước mặt. Lý Đại Nhân không ngại thử xem. Lưỡi kiếm sáng loáng, hàn ý tỏa ra, trong phòng không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của binh sĩ. Đại Nhân, Đại Nhân. Lý Khuông đầy lửa giận, trên không thể tiến, dưới không thể lui, nghe vậy càng giận dữ nói. Hô cái gì hô? Ngay sau đó, cửa phòng lại bị đẩy ra, có người bước vào, giọng nói bình tĩnh vang lên. Lý Đại Nhân muốn giáo huấn nhóm Lương Châu Vệ, có lẽ nên hỏi qua ta trước. Giọng nói này, Hỏa Yến giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại. Gặp một nam nhân trẻ tuổi mặc áo tay hẹp và giáp màu tôi bước tới trước mặt mình. Dù chỉ mới hơn tháng không gặp, nhưng cảm giác như đã xa cách cả vạn năm. Dùng mạo hắn tuấn Mỹ, dáng người như cành liễu mùa xuân, thần sắc vẫn lãnh đạm như trước. Tiêu, tiêu đồ đốc, đáy mắt Lý Khuông khó nén được sự chấn kinh. Hắn không thể nào ngờ được rằng sẽ gặp được hữu quân đô đốc tiêu giác ở đây. Tiêu giác không nhìn hỏa yến, cũng không nhìn Lý Khuông, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua những người phụ nữ đang khóc, giọng nói nhạt nhẽo. Người cầm kiếm trong tay nên hiểu rõ lưỡi kiếm chỉ về đâu, là hướng về kẻ thù trước mặt hay kẻ yếu sau lưng. Người không nên rút kiếm đối với kẻ yếu. 179, hỏa yến đột nhiên hạ, đôi mắt hắn sáng như sao hàn tinh vỡ, giọng nói bình tĩnh, trong phút chốc, Mang Hỏa Yến trở lại buổi chiều ở Hiền Sương quán. Giọng hắn hòa lẫn với những âm thanh ngây ngô của tuổi trẻ, khiến không ai có thể phân biệt lúc này là ai thật sự. Bên ngoài vang lên tiếng tiểu binh hô to, kích động và vui mừng. "Đại nhân, đại nhân, viện quân đến rồi, viện quân đến rồi, viện quân sao?" Hỏa Yến nhìn bóng lưng tiêu giác, hắn mang binh từ Nam phủ đến sao? Làm sao có thể, vừa nghe đến đây chỉ thấy Lý Khuông đẩy người chắn trước mặt mình, lao ra khỏi phòng. Hỏa Yến liếc nhìn Tiêu Giác, cũng chạy theo ra ngoài. Bên ngoài thành vang lên tiếng hò hét sung trời, Hỏa Yến leo lên lầu cao thành, nhìn xuống cùng Lý Khuông, thấy ở đồng quê, quân Ô Thác đang giao chiến với binh mã Đại Ngụy, trên lá cờ chiến có chữ. Yến, dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi, tóc buộc cao, mày kiếm mắt sáng, mặc áo giáp trắng bạc, tay cầm một cây phương thiên kích, rất hăng hái dẫn đầu đoàn quân chém giết. Đó là Yến Hạ. Hỏa Yến mỉm cười, chạy đến chỗ Lý Khuông, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kích động, lập tức ra lệnh cho binh mã trong thành. Theo ta ra ngoài thành chiến đấu với quân ô thác. Lý Khuông không ngờ lại tìm được viện quân nhanh như vậy, hốt nhã đặc cũng không ngờ đến điều này. Trước ngày họ quyết định tấn công thành, bị Trung lang tương Yến Hạ mang binh tấn công trở tay không kịp, Lý Khuông dẫn binh nhuận đô vào trận chiến, quân ô thác liên tục thua trận, thủ lĩnh hốt nhã đặc bỏ binh chạy trốn, quân ô thác còn lại tan rã như cát, một phần bị Lý Khôn bắt, phần khác theo hốt nhã đặc rút về phía nam Nguyện đô. Giặc cùng đường chớ đuổi. Yến hạ ngăn Lý Khôn đang muốn đuổi theo, lau máu người ô thác bắn trên giáp mình, đưa khăn cho một hạ nhân, cười nhạo nói. Chỉ có từng đó quân ô thác mà các ngươi ngủ yên trong thành không dám ra. Quá nhát gan. Những lời này rất khó nghe, dù là từ một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nhưng Lý Khuông không tức giận. Nếu không có Yến Hạ mang quân viện trợ, quân Ô Thác sẽ không rút lui nhanh như vậy. Hắn rất cảm kích Yến Hạ, điều này ngoài dự liệu, ai ngờ đợi Phi Hồng tướng quân không đến, lại chờ được Chung Lam tướng. Lý Mỗ thay mặt toàn thành cảm tạ Yến tướng quân đã viện trợ, như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhuận đô vĩnh viễn không quên. Nhưng, hắn ngập ngừng, Yến tướng quân sao lại đến nhuận đô? Hắn chưa từng viết thư cầu viện Yến Hạ, Yến Hạ cười lạnh một tiếng vác phương thiên kích lên vai thờ ơ đi về phía trước đi vào nói chuyện binh sĩ bên ngoài dọn dẹp chiến trường đến khuya mới xong trận chiến này đại thắng mọi người vỗ tay mừng rỡ không chỉ vậy yến hạ không chỉ mang quân viện trợ còn mang theo lương thực binh sĩ trong thành bắc nồi lớn dùng lương thực mang đến nấu cháo dân chúng còn sống của nhuận đô bưng bát đến nhận cháo cảm động rơi nước mắt mùi gạo lan tỏa khắp nội thành nhuận đô lâu không tan trong phòng triệu thế minh lo lắng xoa tay nhìn hai người ngồi một là đô đốc hữu quân tiêu hoài cần một là quy đức trung lang tướng yến hạ hắn chỉ là huyện lệnh nhuận đô có tài đức gì mà được gặp những nhân vật lớn như vậy thật là may mắn ba đời nhưng hai người này một lạnh lùng một kiêu ngạo nhìn không dễ gần triệu thế minh chỉ biết luôn miệng cảm tạ cảm tạ họ đã cứu vạn dân nhuận đô không biết nói gì thêm lúc này triệu thế minh thầm nghĩ giá mà khởi la còn ở đây thì tốt, mỹ nhân lanh lợi, giao tiếp dễ dàng hơn so với những lão già này. Trong những lúc như thế này, khởi la thường là người giảng hòa. Lý Khuông có lẽ cũng nghĩ như vậy, nét mặt hơi cứng ngắc. Yến Hạ, vị quy đức trung lang tướng, bây giờ chỉ mới khoảng 20, rất trẻ, dáng dấp tuấn tú, ánh mắt luôn mang vẻ khiêu khích, cầm hơi ngẩng lên, như không để ai vào mắt. Tóc hắn buộc cao, đuôi ngựa rơi sau gáy, hiện ra vài phần khí phách kiêu ngạo của người thiếu niên. So với Yến Hạ, đồ đốc hữu quân tiêu giáp ngồi bên như nước thu thủy, yên tĩnh, sau khi bỏ áo giáp, trông giống một công tử huân quý ngồi trong tiểu lầu ở Sóc Kinh, không kiêu ngạo như Yến Hạ, nhưng vẻ hờ hững bình tĩnh cũng tỏa ra ý vị khiến người ta không dám lại gần. Hai vị đại thần này hắn không thể đắc tội, triệu thế minh lau mồ hôi, không biết nên nói gì tốt. Khi hắn còn chưa nghĩ ra lời gì, Lý Khuông đã mở miệng trước, lý khung do dự một chút hỏi yến hạ yến tướng quân sao lại đột nhiên đến giúp nhuận đô yến hạ cười khẽ ngồi thẳng người nói ta chưa hỏi ngươi điều này trong thành nhuận đô của các ngươi có phải có người tên là hỏa yến không khi nghe lời này mọi người trong phòng đều có vẻ mặt khác nhau tiêu giác chỉ nhúc nhích mắt một chút không nói gì có vẻ là có yến hạ nói lý đại nhân gọi người đó tới ta muốn gặp hỏa yến đang chờ bên ngoài quả nhiên không lâu sau có người ra ngoài và nói tiểu hòa đại nhân yến tướng quân mời ngài vào vương bá ngạc nhiên chuyện gì xảy ra vậy chỉ gọi mình ngươi vào không phải muốn đòi nợ muộn chứ hay là chúng ta đi cùng ngươi giang giao cũng trần trừ lần này ngươi rời khỏi lương châu vệ nếu tiêu đô đốc có lệnh trừng phạt không phải vì chuyện này hỏa yến nhìn về phía cửa phòng lắc đầu nói yên tâm không có gì đâu nàng vỗ nhẹ vai giang dao quay người bước một mình vào phòng lý khuông mọi người trong phòng nhìn theo hỏa yến khi nàng bước vào ánh mắt đổ dồn về phía nàng người trẻ tuổi mặc giáp bạc xuyên ngân nhìn hỏa yến ánh mắt dò xét hỏi ngươi là hòa yến đúng vậy yến hạ đứng dậy từ ghế nhìn xuống hòa yến từ trên cao hắn cao hơn nàng một cái đầu đo chiều cao của hòa yến trên đỉnh đầu một lần hờm một tiếng rồi hỏi tiêu giác rất chân thành hiện tại trong quân doanh còn có người thấp như vậy sao? Hỏa Yến, hắn thu tay lại, sờ cầm quan sát Hỏa Yến. Thân hình không cao, nhưng gan rất lớn, người chính là người viết thư cầu viện để ta tới nhuận đô. Nghe lời này, Lý Khung và Tiêu Giác đều nhìn về phía Hỏa Yến, nàng bình thản tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Đúng vậy, vậy ánh mắt ngươi cũng thật tin tưởng. Yến Hạ nói một cách khinh thường. Không đi mời Hòa Như Phi tên phế vật gần ngay trước mắt, mà lại mời ta đến giúp nhuận đô rõ ràng ngươi biết bản tướng quân đáng tin hơn Hòa Như Phi. Hòa Yến không nói gì, chuyện này biết nói thế nào. Nếu nghe theo hắn, mình cũng bị dính líu, nhưng phủ nhận hắn cũng không được. Thực ra, Hòa Yến rất vui khi nghe người khác mắng Hòa Như Phi như vậy. Ngày đó nàng và Lý Khương không vui vẻ, nhận ra tình hình nhuận đô không ổn, liền cùng triệu thế minh mượn vài người, đi đến lăng quận cầu viện Yến Hạ. Nàng còn nhớ Yến Hạ mang quân đóng tại Lăng Quận, gần hơn Hoa Nguyên. Thực tế, danh tiếng của Yến Hạ không bằng Hòa Như Phi, nếu người bình thường cầu viện, họ sẽ nghĩ đến Hòa Như Phi chứ không phải Yến Hạ. Nhưng Hòa Yến biết rõ, Hòa Như Phi sẽ không đến, nên nàng mới tìm cách khác. Quân đội tại Kim Lăng không linh động, so với Yến Hạ, hắn tự do hơn nhiều. Nhưng Yến Hạ cũng không chắc chắn sẽ đến, nên trong lá thư này ngoài việc viết rõ tình hình nguy cấp của nhuận đô, nàng còn viết nhiều về hành vi tồi tệ của Hòa Như Phi khi thấy chết không cứu những lời ngươi mắng hòa như phi trong thư, bản tướng quân nghe rất sảng khoái. Yến hạ nhìn hòa yến. Ngươi thật hiểu tâm tư bản tướng quân. Hòa yến nghĩ thầm, làm sao mà nàng không hiểu. Nếu tính là bạn học, trong những năm tại hiền xương quán, người trước mặt này không ít lần bắt nạt nàng. Chính yến hạ dẫn đầu mấy thiếu niên thường xuyên gây phiền phức cho nàng. Không phải trêu cực thì cũng là bắt nạt, nhìn thấy người này, gần như thấy lại những thời gian đen tối trong hiền xương quán trước kia. Yến Hạ ghét nàng từ những năm còn ở hiền xương quán, và cho đến nay vẫn giữ nguyên sự thù ghét đó. Vì hiểu ý, Hòa Yến đã viết nhiều lời xấu về Hòa Như Phi trong thư. Có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Giờ nhìn lại, quả nhiên đúng, Yến Hạ vì Hòa Yến sỉ nhục Hòa Như Phi mà tự nhiên xem nàng là đồng minh. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé yếu đuối, nhưng ta thấy ngươi cũng rất lanh lợi. Yến Hạ nói, đặt tay lên vai nàng. Nếu không, ngươi theo ta từ bây giờ yến nam quang tiêu giác nhắc nhở ánh mắt hướng vào tay yến hạ nàng là người của lương châu vệ lương châu vệ yến hạ thu tay lại nhìn hỏa yến với vẻ nghi ngờ ngươi không phải là người nhuận đô sao thưa yến tướng quân hỏa yến nói trước đó tôi ở trại tân binh lương châu vệ sau được bệ hạ phong làm võ an lang nghe nói nhuận đô gặp nạn nên đến để cứu viện thành nàng nhấn mạnh ba chữ võ an lang dù tiêu giác chỉ định nàng là người lương châu vệ nhưng nếu không muốn liên lụy đến hắn tốt nhất là tách rõ ràng quan hệ ngươi là người lương châu vệ tự mình đến nhuận đô yến hạ liếc nhìn tiêu giác rồi lại nhìn hòa yến mối quan hệ này quá phức tạp hắn không thể hiểu được nên trở lại ghế ngồi cười khẩy một tiếng thôi mấy chuyện rắc rối này ta cũng không muốn biết mà cái này hòa hòa gì tới hòa yến đã quen với tính tự cao của hắn nhắc nhở hòa yến hòa yến Ta không đến đây vì bức thư cầu viện của ngươi. Cho dù có đến, cũng không nhanh như vậy. Triệu Thế Minh dè dặt hỏi. Vậy xin hỏi Yến tướng quân, là vì sao? Yến Hà cười một tiếng, khiêu khích nhìn tiêu giác. Chúng ta đường đường là hữu quân đô đốc tự mình mời ta đến giúp, đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên muốn cầu cạnh ta, bản tướng quân rộng lượng như vậy, đương nhiên muốn đến giúp đỡ, đúng không, tiêu đô đốc? Tiêu giác giữ thần sắc hờ hững, không để ý đến lời hắn. Hỏa Yến trong lòng kinh ngạc, Yến Hạ có ý, tiêu giác cũng mời Yến Hạ đến giúp. Đúng vậy, hắn không mang theo binh lính Nam Phủ đến đây, Lương Châu dù sao cũng không gần bằng lăng quận, nàng và tiêu giác nghĩ giống nhau, dù không viết thư cầu viện, Yến Hạ cũng sẽ đến đúng hạn. Nhuận Đô Thành chưa đến đường cùng. Lý Đại Nhân, Triệu Chi Huyện. Yến Hạ vuốt vuốt tóc. Lần này dù là Hòa Yến và Tiêu Đô Đốc mời ta đến giúp, nhưng người mang binh mã đến là ta, Yến Hạ. Công lao lần này, các ngươi rõ ràng trong lòng lần này nhuận đô đại thắng tất cả đều nhờ yến tướng quân triệu thế minh vội nói vừa nói xong nhận ra trong phòng còn có người khác nhìn tiêu giác thấy người trẻ tuổi kia mắt yên tĩnh không có vẻ không vui mới yên tâm may mà tiêu giác không tranh công nếu cả hai đều tranh công nhuận đô thành nhỏ này không thể chứa nổi hai tượng phật lớn đấu đá hỏa yến đã nghe nhiều về việc yến hạ thích tranh công nhưng lần này nhuận đô giữ được hoàn toàn nhờ hắn giúp đỡ Việc hắn tranh công không có gì đáng trách. Yến Hạ duỗi lưng, ngáp một cái, "Mấy ngày liền đi đường, vừa đến liền đánh ô thác, không thể nghỉ ngơi tốt, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Phiền các vị chuẩn bị phòng và nước nóng cho ta, đồ ăn thì không cần, nghe nói các ngươi ở đây đói bụng muốn ăn thịt người, ta thì không thích ăn thịt người." Triệu Thế Minh liên tục nói vâng, tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân chuẩn bị cho Yến Hạ. Yến Hạ đứng dậy, muốn đi ra ngoài, khi đi ngang qua tiêu giác, hắn dừng bước nhìn tiêu giác với giọng tự phụ. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, tiêu hoài cẩn, lần này, ta đã thắng ngươi. Nói xong, hắn dường như rất vui, hai tay đặt sau gáy, nghênh ngang bước ra. Hỏa Yến nhìn theo bóng lưng hắn, có chút khó hiểu. Thật ra, nằm đỏ Yến hạ không ưa tiêu giác, khắp nơi đối đầu với tiêu giác, chỉ vì tiêu giác văn võ song toàn hơn hắn một bậc, đệ nhị làm lâu, muốn nếm thử cảm giác đệ nhất. Nhưng cái đệ nhất ấy không bao giờ rơi vào tay hắn, khiến hắn càng chán ghét. Nhưng mình chỉ là đệ nhất từ dưới lên, tại sao Yến Hạ lại oán mình đến vậy? Cùng mình tranh đệ nhất từ dưới lên là Lâm Song Hạc, không phải Yến Hạ, tại sao Yến Hạ lại oán mình đến thế? Oán khí này kéo dài nhiều năm như vậy, nhưng tính cách của Yến Hạ thật sự không khác gì năm đó, tranh cường háo thắng, bảo thủ, mọi cảm xúc vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Khi nàng đang nghĩ ngợi, tiêu giác đã đứng dậy, đi ra ngoài, khi đi qua nàng, lạnh lùng ném lại một câu đi hỏa yến trong lòng nàng thở dài đã sớm biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy ai mà ngờ tiêu giác sẽ cùng yến hạ đi nhuận đô ngoài phòng giang giao cùng một đoàn người đợi hỏa yến đi ra thấy nàng theo tiêu giác ra ngoài ai nấy mặt mày nghiêm trọng như thể muốn tính sổ hồng sơn ra hiệu hỏi nàng có cần cùng tiến vào cầu tình không hỏa yến lắc đầu đây không phải là chuyện mà vài lời cầu tình có thể giải quyết được trong phòng tối dần, chỉ có ngọn đèn trên bàn sáng chiếu lên tường, phát ra bóng người. Triệu Thế Minh sắp xếp phòng cho tiêu giác, gần như là xa hoa. Hỏa Yến theo hắn vào, cúi đầu, trong lòng suy nghĩ phải nói sao cho tròn việc này, đột nhiên người trước dừng lại quay người, nàng va vào ngực tiêu giác. Hỏa Yến lùi lại hai bước đứng lại, ngẩng đầu, thấy ánh mắt lạnh lùng của người trước mặt nhìn xuống nàng, dù không nói gì, nhưng khá đáng sợ không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo giữa ngày hè, hỏa yến dừng lại một chút, ho nhẹ. Đồ đốc, hắn nhìn về phía thanh kiếm trong tay hỏa yến, đó là thanh kiếm nàng đoạt từ tay thị vệ lý khung khi cứu nữ tù binh, nhưng đã quên trả lại. Hỏa yến căng thẳng, vô ý thức đặt kiếm lên bàn, giải thích. Đây là kiếm của người khác. Tiêu giác tiến một bước, hỏa yến nín thở, tưởng hắn muốn trách tội, nhưng sau đó, cánh tay nàng bị nắm lấy, lòng bàn tay bị lật lên lòng bàn tay có một vết đao không sâu nhưng do nắm chặt máu đã ngừng nhưng nhìn khá đáng sợ có lẽ do lúc tranh chấp với thị vệ lý khôn bị thương lúc đó tình hình nguy cấp nên không để ý nếu không phải tiêu giác làm vậy hỏa yến cũng không nhận ra hắn không nói gì quay người đi hỏa yến không biết phải làm sao nghe hắn nói lại đây khăn tay thấm nước nóng sạch đặt lên lòng bàn tay cảm giác đau nhói và ngứa ngáy như cánh bướm lộng lẫy bỏ qua để lại cảm giác tê tê. Hắn cúi đầu, tỉ mỉ rắc bột thuốc vào vết thương trên lòng bàn tay Hỏa Yến, thần sắc chuyên chú và yên tĩnh. Hỏa Yến nhìn hắn, lông mày thanh niên dày và dài, dưới đèn mặt bên tuấn tú như vẽ. Yên tĩnh, dịu dàng, bình tĩnh, không có sự trách mắng, châm chọc khiêu khích như dự đoán. Hỏa Yến không hiểu sao lại cảm thấy tội lỗi, như thể mình đã phạm tội tay trời, rất có lỗi với tiêu giác. Nàng lúng túng mở miệng. Đồ đốc, thực ra ta không phải đi theo sở tứ công tử đến nhuận đô sở chiêu ở đây đó là sự trùng hợp nhưng trong mắt tiêu giác có thể sẽ suy nghĩ nhiều dù quyết ý rời xa tiêu giác để tránh mang phiền phức cho hắn nàng vẫn không muốn hắn hiểu lầm đến mức nghĩ nàng đứng về phía sở chiêu ta biết giọng hắn lạnh lùng không chút gợn sóng hỏa yến lúc này không biết nên nói gì cho phải hắn hành động rất nhẹ nhàng còn nhẹ hơn khi hỏa yến tự bôi thuốc cho mình vì vóc dáng cao khi bôi thuốc hắn phải cúi người. Ban đầu Hỏa Yến chỉ nhìn lòng bàn tay mình qua ánh mắt hắn, rồi dần nhìn vào mặt tiêu giác. Phong thái tao nhã, nhưng dù dùng nhiều lời thơ đẹp để tà hắn, vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Nàng nhìn thẳng xuất thần, đột nhiên tiêu giác ngẩng đầu, nàng không kịp chuẩn bị chạm phải ánh mắt hắn, mắt đen lấp lánh, như nước thu trong vắt. Bị bắt gặp, nàng lặng lẽ đỏ tai, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ vào lòng bàn tay nói. Được rồi, Vết thương đã được sắc bột thuốc, nhìn không còn đáng sợ như trước. Hỏa Yến rút tay về, có chút bất an, điều này không giống phong cách của Tiêu Giác, với tính cách bình thường của Tiêu Giác, đến giờ đã sớm tra hỏi. Hôm nay lại im lặng vô cùng, khiến Hỏa Yến có nhiều lý do thoái thác, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tại sao lại thay đổi tính cách? Hỏa Yến không hiểu, nhưng Tiêu Giác không hỏi, nàng cũng không biết phải nói sao. Sau khi bôi thuốc cho Hỏa Yến, hắn ngồi xuống ghế trong phòng không để nàng đi, cũng không hỏi gì. Một lát sau, Hỏa Yến không chịu nổi, hỏi. Đô đốc, sao ngài không hỏi vì sao ta rời Lương Châu về đến Nguyện Đô một mình? Ngươi được bẻ hạ thân phong làm võ an lang, có ấn tín và quan phục, có thể tự quyết định đi hay ở, không cần thương lượng với ta. Tiêu giác bình tĩnh nói. Quyết định đi hay ở là do chính ngươi. Đây vốn là Hỏa Yến chuẩn bị lý do thoái thác cho mình, không ngờ Tiêu giác lại nói trước một bước, khiến Hỏa Yến không còn gì để nói vương bá và họ bị ta buộc đến đây, xin đô đốc không trừng phạt họ, việc này một mình ta gánh chịu. Ta không có ác ý, chỉ vì lo lắng nhuận đô thất thủ, nên mới không tự lượng sức mà đến đây cầu viện. Thôi, vì tiêu giác không chịu mở lời, nàng đành nhận trách nhiệm trước, hy vọng thái độ nhận lỗi sẽ giúp giảm bất phần nào. Vì sao ngươi lại nghĩ rằng? Tiêu giác nói. Hòa Như Phi sẽ không gửi viện binh tới nhuận đô. Cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này, Hòa Yến thở dài trong lòng, nhìn hắn nếu ta nói hòa như phi không phải người tốt đô đốc có tin ta không tiêu giác nhìn nàng một cách thản nhiên nhếch mép chứng cứ đâu ta không có chứng cứ cũng không thể thuyết phục đô đốc nhưng trong mắt ta hòa như phi không phải anh hùng như lời đồn nàng gọi là hòa như phi chứ không phải phi hồng tướng quân đô đốc hòa yến nhìn hắn chậm rãi nói nếu một ngày nào đó ta và hòa như phi lập trường khác nhau rút đao khiêu chiến người sẽ đứng về phía ai thực ra nàng đã muốn hỏi câu này từ lâu nàng và hòa như phi cuối cùng sẽ có ngày như vậy tiêu giác biết hòa như phi là từ hiền sương quán năm đó còn tiêu giác biết hòa yến là hiện tại cả hai đều là nàng nhưng tiêu giác sẽ chọn ai thực ra hòa yến cũng không rõ mỗi một nàng đều có quan hệ tốt với tiêu giác nhưng không đến mức thân thiết trong lòng tiêu giác nàng là người thế nào có vị trí ra sao hòa yến không rõ dù là quá khứ hay hiện tại tiêu giác lặng lẽ nhìn nàng một lát sau hắn nói hôm nay đã khuya ngươi ra ngoài đi hắn không trả lời lời của hỏa yến trong lòng hỏa yến không biết là thất vọng hay may mắn thất vọng vì tiêu giác không trực tiếp trả lời nàng nhưng lại may mắn vì tiêu giác không cho nàng đáp án phủ định nàng gật đầu đúng vậy hỏa yến lui ra ngoài trong phòng lại yên tĩnh trở lại ánh mắt thanh niên rơi trên bàn có thuốc kim sang đôi mắt đẹp buông thõng, không biết đang suy nghĩ gì một lát sau có người bước vào chính là phino hắn đi đến bên cạnh tiêu giác nói nhỏ thiếu gia tin tức của loan ảnh trở về tạm thời không phát hiện vấn đề của hòa tuy nàng không có vấn đề tiêu giác cắt ngang lời hắn phino khẽ giật mình có rất nhiều điểm đáng ngờ trên người hòa yến từ đầu đến giờ vài ngày trước không hề thông báo cho ai mang theo một số tân binh của lương châu vệ đến nhuận đô không ai có thể giải thích hợp lý liên tục theo chân sở chiêu trước sau đều đi cùng bây giờ tại nhuận đô, lại thấy được sở chiêu. Xích và phi không khỏi nghi ngờ, có lẽ hỏa yến là người của sở chiêu. Nhưng nếu thật là người của sở chiêu, thì hành động này lại quá càn rỡ, không còn che giấu chút nào. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, dưới ánh đèn bóng dáng dài ra, nhìn chăm chú vào đèn đuốc ở góc bàn, một lúc sau, nhẹ nhàng nói. Báo cho loan ảnh, không cần điều tra hỏa yến, hãy điều tra hỏa thuật. như phi. Thành nhuận đô dần dần khôi phục sức sống quân đội Yến Hạ không chỉ đuổi quân ô thác đi, mà còn mang theo lương thực. Thóc gạo từ Hoa Nguyên được chuyển đến để cứu trợ khẩn cấp cho nhuận đô. Phi hồng tướng quân không có ở Hoa Nguyên. Lý Khôn nghi ngờ nhìn về phía Yến Hạ. Đã trở về Sóc Kinh. Sao có thể, ngươi đang nghi ngờ ta nói dối. Yến Hạ nhíu mày. Không phải. Lý Khôn nói. Chỉ là, khi thành nhuận đô bị quân ô thác bao vây, ta đã lập tức sai người mời hòa tướng quân đến giúp. Tổng cộng ba nhóm người, sao có thể hoàn toàn không có tin tức. Ta tưởng rằng hắn không đến vì tình thế hoa nguyên không tốt, nhưng... Sao hắn lại trở về sóc kinh? Ngươi cứ đi hỏi hắn. Yến hạ hai tay gối sau đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên trả lời. Ta không quen biết hòa như phi. Lý khôn im lặng. Khi hai người im lặng, có người đến, là Triệu Thế Minh. Triệu Thế Minh đầu tiên nhìn Yến Hạ, sau đó cẩn thận nói với Lý Khuông. Tổng binh đại nhân, Hôm nay là ngày hạ táng khởi la cô nương, nài. Nghe vậy, thần sắc của Lý Khuông trở nên khó coi, sau một lúc lâu đứng dậy nói. Đi thôi. Khởi la thực ra không phải là người nhuận đô, nhưng cha mẹ nàng đã mất sớm, bây giờ không còn thân nhân nào khác. Là mùa hè, không thể mang thi thể khởi la về Sóc Kinh, nên phải an táng tại chỗ. Chôn ở một nơi trong rừng thâm lâm ở nội thành nhuận đô, phong cảnh đẹp, không xa có một vườn nho lớn. Khởi La khi còn sống thích ăn nho, sau khi chết được chôn ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy vui hơn chút. Khi đến nơi, không ngờ Tiêu Giác và Hỏa Yến cũng có mặt, bên cạnh họ còn có một người trẻ tuổi mặc áo trắng, cầm quạt xếp. Nhìn thấy Hỏa Yến, Lý Khôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, còn Tiêu Giác thì không có gì. Ngày đó, hắn và Hỏa Yến trong nội đường suýt nữa rút đau khiêu chiến, nhưng nhờ Tiêu Giác xuất hiện mà tất cả im bặt dừng lại. Tuy nhiên, khi mọi việc kết thúc, lúc đêm khuya vắng vẻ, lời nói của Hòa Yến vẫn luôn vang vọng bên tai hắn, khiến hắn không thể ngủ yên. Bên cạnh trên giường, dường như chỉ cần quay đầu là có thể thấy nụ cười tươi của khởi la, nhưng khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, mở mắt ra, hắn chỉ thấy rỗng tuyết, không thể nắm bắt được gì. Hắn không thể trở thành trương tuần, nhưng mãi mãi đã mất đi khởi la. Điều này như một lời mỉa mai, cũng trở thành vết thương vĩnh viễn khó mà vượt qua, sau này mỗi ngày, mỗi khi hắn nhớ tới khởi la, đi kèm theo là vô số áy náy và đau khổ. Hỏa Yến không nhìn Lý Khuông, thực ra, nàng cũng không muốn nhìn Lý Khuông. Nàng từng kề vai chiến đấu với Lý Khuông, biết rõ Lý Khuông trung nghĩa chính trực, nhưng có lẽ vì nàng là nữ tử, nên luôn đứng về phía khởi la, cảm thấy nữ tử vô tội biết bao. Khi quan tài xuống mồ, mọi thứ kết thúc, Hỏa Yến nhìn tấm bia đá nhỏ dựng đứng, chớ chiêu thay, khởi la chết bởi tay Lý Khuông, nhưng tên trên bia đá nàng vẫn là thê thiếp của Lý Khuông. Hỏa Yên bước tới, đặt vòng hoa nhỏ màu tím lên tấm bia đá. Cô gái này từng nói với nàng, mong muốn 10 năm sau vẫn là tiểu thiếp được Lý Khuông yêu quý nhất, nhưng cuộc đời vô thường, chưa đến 10 năm, nàng đã không còn trên đời. Theo một khía cạnh nào đó, ước nguyện của nàng cũng thành hiện thực, không chỉ 10 năm, nghĩ đến đời này, Lý Khuông đều không thể quên khởi la. Trong lòng nàng, không biết là bi ai hay châm chọc, nhưng người đã xuống mồ nói gì cũng vô ích. đám người dần dần tản đi. có lẽ lý khung không dám đối mặt với ánh mắt của hỏa yến, hắn thậm chí không chào hỏi nàng mà vội vàng rời đi. hỏa yến cùng ba người khác đi phía sau. lâm song hạc lén nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: hỏa muội muội, đừng buồn. hỏa yến là nữ tử, nữ tử rốt cuộc vẫn mềm lòng một chút. lâm song hạc biết rõ, hỏa yến không chịu được nhìn thấy thế gian bất công với nữ tử. Lý Khuông muốn giữ lòng trung thành không sai, nhưng gánh nặng này lại để một mình tiểu thiếp gánh chịu, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống. Hắn thấy điều này quá mức vô tình. Những ngày qua, hắn bận rộn cùng quan chữa bệnh tại nhuận đô trị liệu cho thương binh, cũng chưa kịp gặp lại Hòa Yến. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp Hòa Yến ở nhuận đô, vừa thấy đã cảm nhận Hòa Yến gầy đi không ít, vốn đã gầy yếu, giờ trông càng nhỏ bé và yếu ớt như thể gió thổi cũng bay xem ra trong thành thiếu lương thực nên nàng đói bụng đến mức này hỏa yến lắc đầu ta chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ thôi trong thế gian này người suy nghĩ như lý khôn nhiều người suy nghĩ như nàng thì ít đừng nói đến việc làm thay đổi bất công trong thiên hạ ngay cả một khởi la nàng cũng không cứu được năng lực cá nhân thực sự không có ý nghĩa thay đổi cách nhìn của thiên hạ khó như lên trời nhưng hỏa yến cười ta không ngờ ngày đó đô đốc đến lại đứng bên cạnh ta. Nàng nhìn về phía tiêu giác. Lời đô đốc nói, ta vẫn nhớ. Tiêu giác nói. Không phải ta nói. Hỏa Yến khẽ giật mình. Nàng đương nhiên biết rõ câu nói đó không phải tiêu giác nói. Đó là năm xưa nàng tại hiền xương quán. Trả lời lời thầy, không ngờ tiêu giác vẫn nhớ rõ. Càng không ngờ trong tình cảnh đó lại bị tiêu giác nói ra. Vậy, là ai nói? Nàng thử thăm dò. Tiêu giác nhìn về phía trước, không nói gì, trước mắt hiện ra rất nhiều năm trước, buổi chiều xuân tại Hiền Sương quán ở Sóc Kinh. Khi đó hắn còn nhỏ, ngồi gần cửa sổ học trong quán. Ngày xuân mặt trời rất ấm, hắn nhắm mắt mơ màng, lắng nghe thầy giảng bài một cách thở ơ. Vị anh hùng tiền chiều giết tiếp để thắng trận, đạt được danh tiếng lớn. Các thiếu niên tranh nhau phát biểu, ai cũng nghĩ mình là anh hùng. Nhưng hắn không tham gia, thiên hạ như ván cờ, con người như sâu kiến, thời gian trôi đủ dài, dù là anh hùng hay ái thiếp đều chỉ là một giọt nước vô nghĩa trong dòng lịch sử, nổi lên hay không cũng không quan trọng. Cuối cùng, tất cả đều sẽ qua đi. Khi hắn đang mơ đẹp, nghe thấy thầy hỏi. Hòa như phi, ngươi có cái nhìn khác biệt chăng? Hòa như phi, tiêu giác nhớ rõ hòa đại thiếu gia, giữa các anh tài ở hiền xương quán, nổi bật bởi sự ngốc nghếch nhưng lại cố gắng hết mình nếu giống như Lâm Song Hạc sớm nhận ra bản thân thì tốt, nhưng Hòa Như Phi lại luôn muốn. Nghị thiên cải mệnh Với chí hướng xa vời, người như vậy thường bị thế tục cười chê, nhưng với sự thuần khiết và nhiệt huyết, lại không khiến người khác chán ghét. Bị thầy điểm danh, chắc phải trả lời phụ họa chút mơ hồ. Tiêu giác không mở mắt, lặng lẽ nghe. Người đời đều nói Trương Tuần là trung thần nghĩa sĩ, điều này không sai, nhưng những người bị giết làm sao không vô tội. Ta hiểu được lựa chọn của hắn, nhưng nếu là ta, ta sẽ không làm thế." Thiếu niên nhắm mắt, mi dài khẽ run lên, giống như cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên đóa hoa, ngỡ ngàng trước cơn gió nhẹ thoảng qua. "À, ngươi nghĩ thế nào, ta sẽ mang theo tàn binh còn lại, cùng phản quân ngoài thành quyết tử chiến." Người cầm kiếm trong tay, phải biết gió mũi kiếm chỉ vào ai, là địch nhân trước mặt hay kẻ yếu sau lưng. "Thật ngây thơ, hồn nhiên, đầy đại nghĩa." thiếu niên khẽ mỉa mai, chậm rãi mở mắt. Trong phút chốc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đánh thức giấc mộng của hắn. Ánh vàng lấp lánh trên bóng lưng gầy yếu, người vốn không đáng chú ý, bỗng như cầu vồng sáng rực giữa khe núi. Ta tuyệt đối không rút kiếm hướng về kẻ yếu. Có vẻ như lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn hòa như phi, mặt đối phương bị che bởi mặt nạ, dù lúc nào, dù người này có vọng về đến đâu, nhưng tư thế của hắn luôn thẳng tắp hướng về phía trước thiếu niên bên môi giọng mỉa mai dần tan biến, môi khẽ nhích, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ngày xuân thật rực rỡ, ngay cả kẻ thường bị chế giễu là đồ ngốc, cũng trở nên đáng kính. Có lẽ, hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Khi đi đến cuối con đường trong rừng sâu, tiêu giác không trả lời lời hòa yến. Tới đây, hắn dừng bước, chỉ nói. Ta có việc tìm lý khuôn, ngươi không cần đi theo. Hỏa Yến nhẹ gật đầu, nhìn tiêu giác rời đi trước mối quan hệ giữa nàng và tiêu giác bây giờ thật phi diệu. Không thể nói là thuộc hạ, chức quan của nàng từ bệ hạ ban, tự nhiên thấp hơn tiêu giác, nhưng không tính là binh lính của tiêu giác. Nếu không là thuộc hạ, võ an lang không có thực quyền, nếu không dựa vào tiêu giác, sẽ không thể làm được gì. Lâm song hạc vẫy tay trước mặt nàng. Hòa muội muội. Hòa yến lấy lại tinh thần. Lâm huynh, mấy ngày qua ta quá bận rộn, chữa bệnh quan ở nhuận đô không đủ, ta chỉ có thể nhắm mắt lại mà làm. Nói đến đây, hắn phàn nàn. Danh hiệu, bạch y thánh thủ của ta bây giờ, thật sự là quá rẻ, gần như không lấy một xu, không ai biết, còn tưởng ta là người thích làm từ thiện. Muội muội, khi trở về kinh, người không được nói với người khác rằng ta chữa bệnh cho nữ tử ngoài sóc kinh, quy tắc không thể phá, nếu người khác biết, ai cũng sẽ tìm ta chữa bệnh, ngưỡng cửa nhà lâm ra sẽ bị đạp phá. Lâm song hạc, bất kể khi nào, đều có thể để tâm đến những vấn đề không cần thiết hỏa yến im lặng một lúc rồi nói ta nhớ rồi lâm xong hạc lúc này mới yên lòng nói tiếp ta còn chưa hỏi ngươi ở đây thế nào rồi ngươi thật tài giỏi không nói một lời mà tự đến nhuận đô lương châu vệ suýt nữa gây ra rối loạn lớn ngươi nghĩ thế nào mà làm vậy dù muốn lập công danh chúng ta cũng nên cẩn trọng một chút làm gì đến nơi nguy hiểm như thế dù có cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta cũng phải bảo toàn mạng trước, rồi tính chuyện sau. Biết rõ hắn đang trêu chọc, Hòa Yến chỉ cười nhẹ. Hòa muội muội. Lâm song hạc nhìn nàng, ngừng vẫy quạt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta cảm thấy nhiều ngày không gặp, người thay đổi không ít. Có sao, có. Lâm song hạc trả lời chắc chắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Yến ở Lương Châu Vệ, dù bị Nhật đạt mục tử tấn công nặng đến gần chết, cô nàng vẫn nhảy nhót tương bừng như mặt trời luôn tỏa ra hơi ấm trong mắt nàng luôn có ánh sáng sinh khí dồi dào bây giờ chỉ hơn một tháng khi gặp lại hòa yến cô nàng này như mang nhiều tâm sự hơn có vẻ trầm lặng hơn như thể có thứ gì đó trong một đêm đã lấy đi niềm vui của nàng tạo ra một chính mình khác có chút lạ lẫm ủ rột như dùng một thứ gì đó để tách biệt mình với người khác không thể tiếp cận có chuyện gì xảy ra sao hắn hỏi Hỏa Yến lắc đầu, cười nói. Không có chuyện gì. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi Lâm Song Hạc. Lâm Huynh, những ngày ta rời Lương Châu Vệ, ở đó có xảy ra chuyện gì không? Tại sao ngươi hỏi vậy? Lâm Song Hạc sơ cằm. Ngươi cảm thấy có gì không đúng sao? Hỏa Yến do dự một chút, rồi nói. Lần này khi gặp Đô Đốc, hắn không hỏi ta tại sao lại đến nhuận Đô một mình, cũng không trách cứ ta, nhìn rất bình tĩnh ngươi không thấy điều này có chút kỳ lạ sao đô đốc trước kia không có tính cách như vậy lâm song hạc nhìn nàng cười đây vốn là chuyện rất rõ ràng ngươi đến nhuận đô để cứu bách tính nếu là cứu người hoài cần tất nhiên không nói gì ngươi những ngày này lại bận rộn mệt mỏi hoài cần lo lắng ngươi còn không đến kịp làm sao lại trách ngươi hòa muội muội có lẽ ngươi hiểu lầm hoài cần hắn thực sự không phải người vô tình hắn rất ôn nhu đặc biệt với người mình thích hòa yến Lâm song hạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong lúc nhất thời khiến Hỏa Yến cũng không biết nói gì. Im lặng một lúc, nàng nói. Thôi, nếu như hắn không quan tâm việc này, ta cũng không cần phải buồn giàu. Bây giờ quan trọng hơn là Hòa Như Phi, Hòa Như Phi phạm tội lớn như vậy, ta không có nhiều thời gian để báo thù. Chỉ cần Hòa Như Phi còn giữ danh hiệu, Phi Hồng Tướng Quân. Đối với bách tính đại ngụy, đó vẫn là tai họa. Ngươi đừng lo nghĩ quá nhiều lâm xong hạc trấn an nàng mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về sóc kinh khi trở lại sóc kinh huynh sẽ dẫn ngươi đi chơi khắp nơi để thư giãn à đúng rồi nhà ngươi cũng ở sóc kinh phải không sau khi trở về ngươi sẽ được đoàn tụ với cha và anh trai đó là điều tốt dù thân phận của ngươi có chút rắc rối nhưng cũng không phải chuyện lớn khi gặp khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết trở về sóc kinh hỏa yến ngạc nhiên nàng muốn trở về sóc kinh nhưng đó là ý định của mình, tại sao nghe lâm song hạp nói tiêu giác cũng muốn trở về? Ngươi rời khỏi Lương Châu Vệ không lâu, Hoài Cần nhận lệnh từ Kinh Thành, phải dẫn một phần tân binh Lương Châu Vệ cùng binh lính Nam Phủ trở về Sóc Kinh. Lúc đó, chúng ta lo lắng về tình hình ở Nhuận Đô, nên ta và Hoài Cần đến trước, binh má ở phía sau. Nói chung là đều phải trở về. Bây giờ tình hình của người ô thác như vậy, thiên hạ không thể yên ổn như trước. Trở về sớm là tốt. Lâm song hạc nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, ngươi không muốn trở về à? Hỏa yến lắc đầu. Không phải, chỉ là có chút bất ngờ. Nếu tiêu giác cũng muốn trở về, chẳng phải họ lại phải đồng hành trên cùng một con đường. Rõ ràng nàng đã quyết tâm tránh xa hắn để không làm liên lụy người khác, nhưng giờ đây, duyên phận lại khó dứt, Không thể tránh né mà phải chung sống. Lúc này, nàng cảm thấy rất phức tạp về tiêu giác, vì hành động của hòa như phi khiến nàng không thể không đối mặt với một số vấn đề việc để tiêu giác bị liên lụy vào chuyện này thật sự không có lợi ích gì mà chỉ gây hại thôi việc đã đến nước này nghĩ nhiều cũng vô ích đúng như lâm song hạc đã nói gặp khó khăn thì cùng nhau giải quyết cứ để mọi chuyện tự nhiên nàng trò chuyện thêm vài câu với lâm song hạc rồi mới rời đi lâm song hạc nhìn theo bóng lưng của hòa yến cầm quạt trống cầm suy nghĩ một lát rồi cảm thán vậy mà không có trách cứ. Nhìn tiêu nhị công tử khi đã hiểu ra vấn đề, quả nhiên rất lợi hại, không hổ là đệ nhất hiền xương quán. Hắn vui vẻ hài lòng bước theo sau. Hỏa Yến từ biệt lâm song hạc, dự định trở về phòng để viết về tình hình người ô thác tại nhuận đô. Mỗi chiến dịch đều có thể tìm ra manh mối, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trên đường về phòng, nàng thấy có người đang luyện võ trong sân, động tác rất mạnh. Cây cỏ ở nhuận đô vốn đã bị nạn đói làm trụi lùi, người này múa đao kiếm khiến nhánh cây bị chém đứt, chỉ còn lại thân cây trơ trụi, trông rất đáng thương. Nghe thấy có người đến, người kia dừng động tác, đặt phương thiên kích xuống bên cạnh, quay đầu nhìn lại. Mặc áo bào màu bạc, trường kích, tóc dài buộc cao, khí chất kiêu ngạo, không ai khác chính là Yến Hạ. Yến tướng quân, Hòa Yến nói. a à, là Hòa Yến đây à? Yến Hạ đi sang một bên, thuộc hạ đưa khăn thấm nước cho hắn, hắn tùy ý lau tay rồi ném qua một bên, đi đến bậc thang ngồi xuống, không quên chào hỏi Hỏa Yến. Ngồi xuống đi. Hỏa Yến suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi vừa rồi là nhìn lén ta luyện thương phải không? Yến Hạ nói. Thế nào, có phải chưa từng thấy ai luyện thương cao minh như ta không? Hỏa Yến im lặng một lát, rồi cười nói. Thực sự cao siêu, nhìn khắp đại ngụy, ngoài Yến tướng quân gia, không ai có thể luyện thương như vậy. nghe vậy, khóe miệng yến hạ đặc y nhếch lên, ánh mắt nhìn hòa yến cũng trở nên hòa nhã hơn. hắn khẽ nói: ngươi có mắt nhìn đấy. hòa yến thở dài trong lòng. đã nhiều năm như vậy, tính cách của yến hạ vẫn không thay đổi. chỉ cần vuốt lông đúng cách là có thể làm hắn vui lòng. năm đó ở hiền sương quán, nếu nói lâm song hạc và hòa yến tranh nhau đứng cuối bảng, thì yến hạ và tiêu giác lại tranh nhau vị trí đứng đầu nhưng hai người họ không quá căng thẳng mỗi lần đều là yến hạ đứng thứ hai tiêu giác đứng nhất trong học quán các thiếu niên đều xuất thân ra thế không tồi cũng là những người tài giỏi có lòng hiếu thắng rất bình thường nhưng yến hạ có lòng hiếu thắng đặc biệt mạnh mẽ hỏa yến còn nhớ rõ lúc đó trong học quán yến hạ thường xuyên muốn khiêu chiến tiêu giác giống như cách vương bá tại lương châu vệ khiêu chiến nàng tiêu giác đối với những khiêu chiến này phần lớn thời gian đều không quan tâm chỉ khi bị làm phiền quá nhiều mới cùng Yến Hạ tỉ thí một trận. Dù là văn hay võ, cung hay ngựa, kết quả mỗi lần đều giống nhau, Yến Hạ khi thì thua khi thì thắng. Thực ra, trên điểm này, Hỏa Yến vẫn cảm thấy Yến Hạ và nàng có vài điểm tương đồng, đáng tiếc là, mặc dù nàng cùng chí hướng, nhưng Yến Hạ lại không hiểu lòng. Yến Hạ rất ghét Hỏa Yến, hắn trời sinh kiêu ngạo, luôn cho rằng kẻ vô dụng không đáng để ý. Nếu như Lâm Song hà có chỗ sở trường thì còn được, nhưng hỏa yến không có gì đặc biệt, ở hiền xương quán, vô dụng chính là tội. Thời niên thiếu, yến hạ luôn tìm mọi cách trêu chọc hỏa yến, khiến nàng xấu mặt trước mọi người, hạ ngáng chân nàng trong bóng tối, thậm chí trong các cuộc thi đấu cung ngựa cũng cố ý va chạm ngựa của nàng, thực sự là đủ mọi trò. Nếu nói về thời gian học ở hiền xương quán, người mà hỏa yến ghét nhất chắc chắn là yến hạ. Sau này nàng rời hiền xương quán để nhập ngũ, tiêu giác cũng nhập ngũ, không lâu sau, Yến Hạ cũng nhập ngũ, tiếp nối nghiệp cha, cũng không phải tệ. Hiện tại hắn còn trẻ, lăn lộn cũng không kém. Ngày đó nhuận đô nguy cấp, Hòa Yến viết thư cầu viện cho hắn, vì nghĩ rằng với tính cách của Yến Hạ, hắn sẽ đến. Dù không ngờ hắn lại cùng đi với tiêu giác, nếu là mấy năm trước, Hòa Yến tuyệt đối không nghĩ rằng mình sẽ ngồi cùng Yến Hạ nói chuyện một cách bình thản như hôm nay. Thực ra, năm đó nàng cũng không biết mình đã đắc tội gì với Yến Hạ, theo lý thuyết, Nàng không hề nói chuyện nhiều với Yến Hạ, càng không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng dù nàng đối đãi cẩn thận thế nào, Yến Hạ vẫn không ưa nàng. Vấn đề này thực sự là một trong 10 bí ẩn thời niên thiếu của Hòa Yến chưa có lời giải đáp. Bây giờ, Yến Hạ ngồi cạnh nàng, giữa lông mày vẫn còn bóng dáng của thời niên thiếu, nhưng cũng đã bình hòa hơn nhiều. Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn còn ghét. Hòa Như Phi, đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì? Hòa Yến thản nhiên nói đó là điều tự nhiên ai cũng nói đại ngụy có hai đại danh tướng một là phi hồng tướng quân một là phong vân tướng quân ta cũng thấy vậy tiêu đô đốc không nói thực sự rất lợi hại nhưng cái vị phi hồng tướng quân kia bây giờ không tốt như vậy nhuận đô và hoa nguyên gần nhau hắn cũng không đến cứu viện hơn nữa trước đó trận chiến ở hoa nguyên hắn thắng mà vẫn thảm hại ta thấy hắn làm sao so được với yến tướng quân thật không hiểu sao lại nổi danh nói vậy chỉ cần mắng hòa như phi là có thể lấy lòng Yến Hạ, điều này hoàn toàn chính xác. Quả nhiên, Yến Hạ nghe vậy, mắt sáng lên, cười nói. Ngươi là võ An lang, ta thấy ngươi rất khác người khác, chỉ riêng con mắt này đã hơn nhiều người rồi. Mặc dù ta không đồng ý với ngươi rằng tiêu hoài cần lợi hại, nhưng hòa như phi thì ngươi nói đúng quá. Hắn thực sự kém ta. Hòa Yến trong lòng thầm lặng liếc mắt, phụ hòa. Đúng vậy, nhưng Yến tướng quân, ngươi cũng không thích phi hồng tướng quân sao? Ta còn tưởng rằng làm tướng lĩnh đều thích hắn. Không thích. Yến hạ lắc đầu, hoàn toàn thất vọng. Không phải là không thích, ta chỉ thấy hắn không có chí tiến thủ, không xứng với danh hiệu này thôi. Hỏa Yến trong lòng vui vẻ, đây có phải là cách để giải đáp một trong mười bí ẩn thời niên thiếu của nàng không? Sau nhiều năm, nàng cuối cùng có thể biết lý do Yến hạ luôn nhầm vào nàng. Bất tranh khí là gì? Hòa Yến quay đầu nhìn hắn, mắt đầy sự thắc mắc. Vì cùng không thích hòa như phi, Yến hạ nhìn người thiếu niên trước mắt, liền thấy thuận mắt hơn, nói. Tất nhiên là không có trí tiến thủ, được tiêu hoài cần chỉ dạy kiếm thuật mà luyện được như vậy. Nếu là ta, ta có thể làm tốt hơn hắn gấp 10,000 lần. Tiêu hoài cần cũng thật kỳ quái, sao lại đi dạy một kẻ đầu đất thay vì dạy những nhân tài trong học quán. Lại còn keo kiệt không muốn tỉ thí với ta, người nói xem. Trên đời sao lại có người như vậy? Kiếm thuật chỉ dạy, đúng vậy. Yến Hạ nhìn nàng, không ngờ phải không, cái gọi là Phi Hồng tướng quân với kiếm thuật vô song thực ra là do Tiêu Hoài cần chỉ dạy. Có phải ngươi hết. thấy thật nực cười Nếu không? Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.